Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 1736, Phật dạy, không thể nói một. Tiêu Quốc Thành rót chén cho Trương Dương, Trương Dương vươn tay ra nhận, nói chính xác là nhận bằng hai tay, ánh mắt của Tiêu Quốc Thành chiếu lên trên cổ tay của Trương Dương, đồng hồ trên cổ tay trái của Trương Dương không hề khiến Tiêu Quốc Thành chú ý, thứ thực sự dẫn tới sự chú ý của y là chuỗi Phật châu trên cổ tay phải của Trương Dương. Tiêu Quốc Thành rõ ràng ngây ra một thoáng, thậm chí còn sau khi đưa chén trả cho trương dương mà vẫn không rủ tay lại cho đến lúc trương dương gọi một tiếng thì tiêu quốc thành mới cười cười ngượng ngùng chỉ chỉ vào phật châu trên tay trương dương rồi nói đeo nhầm rồi trương đại quan nhân hôm nay đeo chuỗi phật châu này của mạnh truyền mỹ tới mục đích chân chính là muốn cho tiêu quốc thành xem hắn uống ngụm trà rồi giả vờ giả vịt cái gì cái gì nhầm cơ tiêu quốc thành nói phật cho rằng tay trái là tay thiện cũng chính là tịnh thủ cho nên Phật Châu nên đeo ở tay trái, đạo Phật phải chú trọng cái thiện. Trương Dương cười nói, tôi không tin Phật, chuỗi Phật Châu này là một vị trưởng bối tặng cho tôi. Hắn cởi Phật Châu ra đưa cho Tiêu Quốc Thành, Tiêu Tiên Sinh, chú biết hàng, giúp tôi xem xem, chuỗi Phật Châu này có quý không. Tiêu Quốc Thành nhận lấy rồi nói khẽ tay trái cầm tràng hạt, tay phải cầm chuyển kinh luân, khi y vuốt tràng hạt thì nhìn thấy trên một viên hạt châu trong đó viết hai chữ hư ảo thì ánh mắt ngưng trệ ở đó, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Quốc Thành biến hóa, lúc này càng nhận định Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ có quan hệ với nhau. Hôm nay đeo Phật Châu tới là tìm đúng người rồi. Tiêu Quốc Thành nói khẽ, hư ảo, rồi lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, y mới chuyển động tràng hạt, ánh mắt vẫn không nhìn Trương Dương. Trương Dương, tôi mạo muội hỏi một câu, Phật Châu này là ai cho cậu vậy? Trương Dương nói, một vị trưởng bối vừa mới mất, Tiêu Tiên sinh nhận ra chuỗi Phật Châu này ư? Trương đại quan nhân vốn cho rằng Tiêu Quốc Thành sẽ phủ nhận, nhưng hắn không ngờ Tiêu Quốc Thành lại gật đầu, thở dài nói, chuỗi Phật Châu này và chuỗi mà tôi từng mất cơ hồ giống nhau như đúc. Tiêu Quốc Thành vẫn không khẳng định chuỗi Phật Châu này là chuỗi mà y đã mất. Trương đại quan nhân vẻ mặt ngơ ngác, trong đó bảy phần là ngụy trang, ba phần là thật, hắn cả kinh nói, sao lại vậy? Tiêu Quốc Thành nhìn hắn, cười cười rồi lắc đầu, trên đời này vật giống nhau nhiều lắm, có lẽ là tôi nhìn lầm rồi hắn trả lại chuỗi Phật Châu cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân tiếp lấy Phật Châu thì không hề lập tức đeo lên tay mà đặt ở trên bàn trà, hắn cố ý để chuỗi Phật Châu này ở trong tầm nhìn của Tiêu Quốc Thành. Trương Dương nói, thật ra trưởng bối đưa tôi chuỗi Phật Châu này đã qua đời rồi. Vẻ mặt của Tiêu Quốc Thành vẫn thản nhiên như không, Phật viết, nhân sinh có tám nỗi khổ, sinh, lão, bệnh, tử ái biệt ly, oán trường cửu, cầu bất đắc, phóng bất hạ, Trương Dương nói, trong khoảng thời gian này tâm tình của tôi một mực rất buồn, sinh mệnh thật sự là quá yếu ớt. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu Quốc Thành nói, Phật viết, cười mà đối mặt, đừng oán thán. Thản nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên, nhất định khiến một đời thay đổi, chỉ là trăm năm sau, thời gian hoa nở. Trương Dương nói, tôi là người tục, vĩnh viễn không làm được cảnh giới của Phật. Tiêu Quốc Thành nói, tôi cũng không làm được, nhưng tôi biết Phật nói rất có đạo lý. Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói, tôi bỗng nhiên cảm thấy có một số việc tới rất đột nhiên, ngày hôm qua vẫn là một sinh mệnh còn sống, hôm nay lại chỉ tồn tại trong ký ức của tôi. Hắn vốn nói về mệnh truyền Mỹ, nhưng trong đầu lại nhớ tới cố giai đồng. Tiêu Quốc Thành nói, Phật viết, mệnh do mình ra ra, tướng do tâm sinh, vạn vật thế gian đều là hóa tướng, tâm không động thì vạn vật bất động, tâm thay đổi thì vạn vật thay đổi. Trương Dương gật đầu, Hiểu được thiện lý mà Tiêu Quốc Thành nói, hắn nói khẽ, sinh tử biệt ly ở trong mắt Phật không tính là gì cả, bởi vì Phật tin có luân hồi, Phật có thể sống mãi, mà những người phàm tục chúng ta thì chỉ có có một tính mạng, đối với chúng ta mà nói thì sinh tử biệt ly chính là Vĩnh Hằng. Ái biệt ly ly, oán tăng hội hội, buông tay quy thiên, tất cả đều là hoa giống trong mắt, là hư ảo. Ánh mắt của Tiêu Quốc Thành lại chiếu lên chuỗi Phật Châu trên bàn trà. Hư ảo. Nhưng trên đời này có mấy người có thể coi tất cả là hư ảo, nếu một người thực sự có thể coi những gì phát sinh là hư ảo, như vậy sự tồn tại của hắn còn có ý nghĩa gì? Trương Dương nói, trong lòng tôi vô cùng áy náy. Áy náy gì? Trương Dương nói, tôi rõ ràng có thể cứu cô ta, nhưng lại bởi vì sơ sẩy của tôi mà bỏ lỡ. Tiêu Quốc Thành nói, gieo nhân nào thì nhận quả nấy, tất cả đều theo tâm tạo ra. Vẻ mặt của y tuy rằng bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã rối loạn. Trương Dương nói, nếu tôi đáp ứng đưa cô ta tới Tây Sơn Tự, nếu tôi không phải quá mức sơ sẩy, cô ta sẽ không nhảy xuống từ vọng trần nhai. Mắt Trương Dương, lên, trong chuyện mạnh truyền Mỹ tự sát, hắn luôn cho rằng mình phải gánh một phần trách nhiệm, nếu hắn cân nhắc chu toàn hơn, có lẽ đã có thể tránh được. Sắc mặt của Tiêu Quốc Thành lúc này đã trở nên tái nhợt, tay há ni run run cầm chuỗi Phật châu đó, chậm rãi chuyển động, chàng hạt nhẹ bẫng ở trong tay y mà tựa hồ ngàn sức nặng ngàn quân trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngoái đầu nhìn lại 500 năm kiếp trước mới đổi lại được một lần gặp ở đời này. Vì sao không cần, tất cả là hư ảo. Trương Dương nói tiêu tiên sinh nhận ra chuỗi Phật Châu này này ư. Hắn đã là lần thứ hai hỏi câu này. Tiêu Quốc Thành nói, nhận ra, chuỗi này chính là chuỗi mà tôi bị mất. Trương Dương nói, nhưng chuỗi Phật Châu này là một nữ nhân tặng cho cô mệnh của tôi. Tiêu Quốc Thành nói, trên đời mỗi chuyện đều có nhân quả, Trương Dương nói, Phật không phải nói, tất cả đều là hư ảo ư? Tiêu Quốc Thành nhắm hai mắt lại, không thể nói, không thể nói, nói là thì sẽ sai. Trương Dương nhìn Tiêu Quốc Thành, phản ứng của Tiêu Quốc Thành nằm ngoài ý liệu của hắn, hắn vốn cho rằng Tiêu Quốc Thành sẽ hở hứng đối với điều này, bất kể trong lòng y nghĩ như thế nào, với cảnh giới của y, ít nhất có thể ngụy trang rất khá ở ngoài mặt, nhưng Tiêu Quốc Thành không hề ngụy trang, y không ngờ thừa nhận chuỗi Phật châu này là chuỗi mà y đã làm mất. Trương Dương cơ hồ có thể nhận định Tiêu Quốc Thành 89 phần 10 chính là Tiêu Minh Hiên đó, nhưng trên người y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vẻ ngoài lại thay đổi như vậy? Nếu y thực sự là Tiêu Minh Hiên, vì sao phải mai danh ẩn tích, vì sao phải đi ra hải ngoại? Tiêu Quốc Thành trầm mặc trong thời gian dài. Phật dạy, không thể nói, không thể nói, nói ra sẽ sai. Trương đại quan nhân lại không thể không nói, cho dù sai cũng phải nói đủ loại dấu hiệu cho thấy tiêu quốc thành tuyệt đối biết rõ nội tình, chuỗi Phật Châu này đã khiến y động dung, hiện tại nếu đốt thêm một bó lửa nữa thì sẽ có hiệu quả gì. Trương đại quan nhân đã chuẩn bị đầy đủ, thật ra hắn hôm nay ngay cả chủ ý dùng mê hồn đại pháp cũng có, đương nhiên đó là hạ sách, nếu tiêu quốc thành thật sự không muốn nói, hắn có thể mạo hiểm thử một lần. Đương nhiên đối với loại người có tính cảnh giác và ý chí rất mạnh như tiêu quốc thành thì mê hồn đại pháp rất khó mang tới hiệu quả. Bước tiếp theo của Trương Đại Quan Nhân chính là tế ra một dạng sát khí, chính là bức ảnh tám gã thanh niên trí thức xuống nông thôn của thôn Tiểu Thạch Hoa. Chuyện tiến triển đến loại tình trạng này, Trương Dương cũng không cần che giấu quá nhiều làm gì, với sự khôn khéo của Tiêu Quốc Thành, hắn không thể không nhìn ra mình đã phát hiện ra gì, cho nên Trương Đại Quan Nhân dứt khoát làm rõ. Tiêu Quốc Thành mở mắt ra, nhìn thấy bức ảnh mà Trương Dương đưa tới trước mặt mình, Tiêu Quốc Thành chậm rãi cầm lên, cẩn thận phân biệt mỗi một khuôn mặt trên ảnh sau khi nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ thì Tiêu Quốc Thành đặt lại bức ảnh đó lên bàn, có điều ảnh đã được quay lại, góc độ tiện cho Trương Dương nhìn thấy, y chỉ vào một người trong đó, đây là tôi. Trương Đại Quan Nhân há miệng trợn mắt, tuy rằng hắn đã sớm nhìn ra Tiêu Quốc Thành và Tiêu Minh Hiên có rất nhiều chỗ giống nhau, nhưng hắn không ngờ Tiêu Quốc Thành thừa nhận sảng khoái như vậy. Tiêu Quốc Thành nói, anh có phải thấy người trẻ tuổi trên ảnh không giống tôi phải không? Trương Dương gật đầu, tôi cảm thấy thần thái thì giống chú, nhưng diện mạo thì lại không giống chút nào. Tiêu Quốc Thành nói, cảm giác đúng là một thứ rất kỳ quái, tựa như tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, liền cảm thấy giống như đã từng quen biết với cậu. Trương Dương nói, trước khi chú về nước lần này, tôi chưa bao giờ gặp chú cả. Tiêu Quốc Thành nói, có lẽ đây là duyên phận, đoạn kinh lịch thời trẻ này của tôi rất ít người biết, trong những người năm đó biết đoạn kinh lịch này của tôi, cho tới hiện giờ còn sống trên đời rất ít. Y chỉ vào người trên ảnh, hứa thường đức, Đồng Đắc Trí, Thẩm Lương Ngọc, Vương Quân Giao, Trần Thiên Trọng, Mẫn Cương, sáu người này đã chết rồi. Tôi biết Trần Ái Quốc còn sống, nhưng từ sau khi tôi rời khỏi thôn Tiểu Thạch Hoa, chúng tôi không gặp nhau nữa. Trên thực tế sau khi tôi rời khỏi thôn Tiểu Thạch Hoa, chưa từng trở về, cũng không gặp mặt với bất kỳ ai trong số những người này. Trường 1737, Phật dạy, không thể nói khai. Trương Dương nói, khi tôi tới Tây Sơn tự nghe nói có người hiến cho chùa một khoản tiền. Tiêu Quốc Thành gật đầu, là tôi ủy thác người khác đi làm. Sự thẳng thắn thành khẩn của y giành được không ít thiện cảm của Trương Dương, nhưng cũng khiến trong lòng Trương Dương phủ lên một tầng nghi ngờ, nếu giữa Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ thực sự từng có tư tình bí mật, như vậy Tiêu Quốc Thành khẳng định sẽ không chủ động đề cập tới chuyện này, chẳng lẽ trong đây còn có ẩn tình. Tiêu Quốc Thành nói, cuộc sống xuống nông thôn của chúng tôi cực kỳ buồn tẻ chán nản, tôi mỗi ngày không có việc gì là liền ngâm tụng kinh Phật lúc ấy lúc ấy chỉ thuần túy là một loại hứng thú, nhưng về sau lại phát hiện không ít đạo lý của nhân sinh trong đó. Trương Dương nói, vào thời đó, nếu để hắn người ta phát hiện chú ngâm tụng thứ này, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Tiêu Quốc Thành nói, tôi thường tới rừng bia phía sau núi Tây Sơn tự, nơi đó có rất nhiều bia đá khắc kinh Phật, lúc đó, tụng kinh Phật thể hiện thư pháp đã thành ký thác nghiệp dư lớn nhất của tôi. Về sau khi Tây Sơn tự cơ hồ bị đốt tôi dẫn những thanh niên trí thức này đi thuyết phục đám trẻ tuổi trong thôn, ngăn cản trận tai nạn đó, về sau tôi và Tây Sơn tự liền kết xuyên keo sơn. Trương Dương không quan tâm tới uyên nguyên giữa Tiêu Quốc Thành và Tây Sơn tự, điều mà hắn thực sự cảm thấy hứng thú là giữa Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói giữa hai người không có tình cảm thì vì sao trên tay Mạnh Truyền Mỹ đeo Phật Châu mà y đã làm mất, mà trên chuỗi Phật Châu này lại chứa vật có tính phóng xạ, Tiêu Quốc Thành rốt cuộc là trong lòng biết rõ, hay là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Dương nói khẽ tiêu tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một câu, chú quen mạnh truyền Mỹ không? Ánh mắt của Tiêu Quốc Thành chiếu lên Phật Châu, nói khẽ cô ta không có ở trên ảnh, cũng không phải là thanh niên trí thức năm đó tới thôn Tiểu Thạch Hoa. Tim Trương Đại Quan nhân đập thình thịch, không ngờ Tiêu Quốc Thành nguyện ý đề cập tới chuyện này, xem ra đoạn bí mật che giấu nhiều năm cuối cùng cũng có hy vọng được vạch trần rồi. Tiêu Quốc Thành nói, tôi là bạn học với đại ca mạnh truyền hùng của của cô ta, cũng là bằng hữu tốt nhất, lúc ấy chúng tôi học cùng một trường. Ánh mắt Tiêu Quốc Thành tràn ngập bối rối, chuyện cũng như ở ngay trước mặt, xong tất cả lại là hư ảo. Trương Dương Trâm cho y một chén trà nóng, Tiêu Quốc Thành nói, vào thời đại đặc thù đó, xảy ra rất nhiều chuyện điên cuồng, lúc truyền hùng 16 tuổi thì bất ngờ chết vì tai nạn, về sau chúng tôi thường tới mạnh ra. Tiêu Quốc Thành cầm trà lên, lẳng lặng phẩm vị chén trà xanh đó, tuy rằng y có tiếp tục đề tài, nhưng Trương Dương đã minh bạch, Tiêu Quốc Thành nhất định là nảy sinh tình cảm với mạnh truyền Mỹ trong thời gian này. Nhìn thấy Tiêu Quốc Thành rất lâu rồi mà không có ý định lên tiếng tiếp, Trương Đại Quan Nhân cuối cùng cũng không nhịn được trời, cô mạnh từng tới thôn tiểu thạch hoa. Tiêu Quốc Thành gật đầu, đã từng, cái chết của anh cô ta đối với cô ta là một đả kích rất lớn, cô ta đối đãi với tôi như anh trai. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, có phải thật như vậy hay không thì chỉ có trời mới biết được. Ánh mắt thâm thúy của Tiêu Quốc Thành nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương, "Tôi biết trong lòng cậu nghĩ gì, tình cảm của những người thời tôi bọn trẻ các cậu không hiểu được đâu." Trương Dương nói, "Về sau chú ra nước ngoài." Tiêu Quốc Thành nói, "Khi đó xuất ngoại rất khó, ông ngoại của tôi đang ở nước Mỹ, ông ta trước khi chết đã chế định tôi là người thừa kế di sản." Tiêu Quốc Thành cười nói, "Ông ta cũng không phải là phú ông gì cả, chỉ có một nông trường nho nhỏ ở Texas, lúc ấy cha nuôi của tôi phản đối tôi tới kế thừa." trong mắt ông ta chủ nghĩa đế quốc mỹ quả thực chính là mãnh thú hồng thủy nhưng thái độ của tôi rất kiên quyết tôi thừa nhận tôi rất bất mãn với tình cảnh lúc đó tôi rất bất mãn với thời đại đó sau mấy lần phát sinh tranh chấp với cha nuôi của tôi hai chúng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi xuống đàm luận về vấn đề này ông ta tuy rằng vẫn không hiểu quyết định của tôi nhưng ông ta lựa chọn tôn trọng lựa chọn của tôi trương dương gật đầu có thể tưởng tượng tiết lão lúc ấy để tiêu quốc thành đi quả thực đã tốn một phen công phu Tiêu Quốc Thành nói, trong lòng tôi, cha nuôi là người trí thân của tôi, tôi rời khỏi cố thổ tới bên kia đại xương xa lạ. Trương Dương nói khẽ tiêu tiên sinh, lúc ấy chú kiên quyết ra đi, chẳng lẽ nơi này không còn điều gì khiến chú quyến luyến ư? Tiêu Quốc Thành mỉm cười, nụ cười của y lộ ra vẻ chua xót có. Y đương nhiên hiểu rõ Trương Dương hy vọng nghe thấy điều gì, sau khi đưa ra câu trả lời khẳng định, Tiêu Quốc Thành đứng lên, chậm rãi đi về phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương xa, mặt trời chiều ngã về tây, mặt biển bị ánh chiều tà nhuộm thành một mảng màu da cam, sóng lên sóng xuống, hàng vạn điểm sáng nhảy múa trên mặt biển. Tiêu Quốc Thành nói khẽ bởi vì thực hiện một mục tiêu trong lòng, phải biết hy sinh, phải lựa chọn từ bỏ. Trương Dương nói, chú có nghĩ tới cảm thụ của người khác không? Có nghĩ tới người quan tâm tới chú sẽ bởi vì sự ra đi của chú mà buồn khổ thế nào không? Tiêu Quốc Thành không quay đầu lại, y đặt tay lên bệ cửa sổ, nói tôi là người không dễ dàng hứa hẹn, Tình cảm của thế hệ chúng tôi so với tưởng tượng của đa số thì thuần khiết hơn nhiều. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy da mặt có chút nóng lên, những lời này của Tiêu Quốc Thành hiển nhiên là nhằm vào hắn mà nói, hắn cho rằng giữa Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ có rất nhiều bí mật không muốn ai biết, thậm chí Trương Dương cũng hoài nghi Tiêu Quốc Thành chính là cha thân sinh của Kiều Mộng Việt, nhưng những lời này của Tiêu Quốc Thành rõ ràng đang ám chỉ, quan hệ giữa y và Mạnh Truyền Mỹ không phức tạp như vậy, thậm chí còn rất thuần khiết. Trương Dương tuy rằng không hoàn toàn tin lời nói của Tiêu Quốc Thành lời nói nhưng hắn cũng ngại tiếp tục truy hỏi quan hệ của Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ, người ta đã nói là thuần khiết, hắn không thể trực tiếp hỏi chú và Mạnh Truyền Mỹ có phát sinh quan hệ thân mật không. Kiều Mộng Viện có phải là con gái thân sinh của chú hay không? Những lời này Trương Đại Quan Nhân bất kể là như thế nào cũng không thể nói được, thậm chí cảm thấy tưởng tượng thôi cũng đã bất kính với Mạnh Truyền Mỹ rồi. Tiêu Quốc Thành nói, năm 68 tôi trở về một lần ở trong nước khoảng 2 ngày, sau đó thì đi, từ đó về sau, trong 15 năm tôi chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất này, cho dù là sau năm 90 tôi cũng rất ít khi về. Tuy rằng tôi biết tin tức về một số người trong số những thanh niên trí thức trước đây, nhưng đoạn kinh lịch về thôn Tiểu Thạch Hoa đó tôi không có bao nhiêu hồi ức vui vẻ, cho nên tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc với bọn họ. Trương Dương lặng lẽ tính toán, năm 68, đúng là năm sinh của Kiều Mộng Viện. Chẳng lẽ lần về nước đó Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ đã phát sinh cái gì đó? Trương đại quan nhân lập tức lại bị suy nghĩ này của mình khiến cho ấy náy không thôi, Mạnh Truyền Mỹ đã qua đời rồi, mình như vậy nghĩ mình như vậy, thật sự là quá mức bất kính đối với người chết. Ánh mắt hắn chiếu lên bức ảnh trên bàn trà, Trương Dương cầm bức ảnh đó nói khẽ nói khẽ, "Tiêu tiên sinh, nhưng chú và người trong bức ảnh này chẳng giống nhau chút nào." Tiêu Quốc Thành nói, "Khi đó tôi tên là Tiêu Minh Hiên." Khi tôi ở Mỹ gặp tai nạn giao thông, rất nặng thương rất nặng, cơ hồ gần chết, về sau may mắn nhặt lại được tính mạng, nhưng phần mặt của tôi gặp tổn thương nghiêm trọng, về sau làm phẫu thuật chỉnh hình, cho nên biến thành bộ dạng hiện tại. Trương Dương cảm thấy, lòng hiếu kỳ của hắn đã được thỏa mãn một chút, có điều trong đây vẫn có rất nhiều chỗ khiến hắn cảm thấy không hiểu, tình cảm của Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ rốt cuộc đã đến mức nào? Có thuần khiết theo như lời y nói không? Có điều có một điểm Trương Dương có thể khẳng định Hai người đều muốn che giấu tình đoạn tình cảm này, trước đó chưa từng nghe thấy ai nhắc tới cố sự giữa bọn họ. Tiêu Quốc thành xoay người, nhìn Phật châu trên bàn, "Chuỗi Phật châu này là vào năm 68 khi tôi về nước, cô ta tặng cho tôi, 7 năm trước, chuỗi Phật châu này bị mất, từ đó về sau không xuất hiện nữa, không ngờ chuỗi Phật châu này lại quay về tay cô ta." Trương Dương cầm chuỗi Phật châu, nói cách khác chú đã từng đeo chuỗi Phật châu này 20 năm. Tiêu Quốc Thành ngây ra một thoáng rồi lập tức gật đầu, không sai. Y thừa nhận đeo chuỗi Phật Châu này 20 năm, chẳng khác nào thừa nhận trong 20 năm này trong lòng Y vẫn không thể quên mạnh truyền Mỹ. Trương Dương nói, chuỗi Phật Châu này thực sự không phải là chú đưa cho cô ta. Tiêu Quốc Thành lắc đầu, cậu có thể tra lại ghi chép báo án năm đó của tôi, bởi vì chuỗi Phật Châu này mà tôi còn đặc biệt báo án, ngành công an địa phương có ghi lại mà. Trương Dương nói, Tiêu Tiên Sinh, cảm tạ sự tín nhiệm của chú đối với tôi, nói với tôi nhiều chuyện như vậy. chương 1738, Phật dạy, không thể nói ba. Tiêu quốc thành lạnh lùng, tôi tin cậu là người trẻ tuổi chính trực, duyên là thứ rất kỳ diệu, tôi cũng không biết mình vì sao có thể nói nhiều như vậy với cậu. Trương Dương nói, tiêu tiên sinh yên tâm, những gì mà chú nói với tôi, tôi sẽ giữ nghiêm bí mật. Tiêu Quốc Thành nói, tôi chỉ hy vọng đừng để người chết phải chịu đựng những chuyện vu vơ không căn cứ. Y chỉ chỉ vào chuỗi Phật Châu đó, tôi có một thỉnh cầu. Trương Dương không đợi Y nói hết câu đã lắc đầu, không thể. Tiêu Quốc Thành nhíu mày, cậu vẫn chưa biết tôi nói gì đã cự tuyệt tôi rồi. Tôi không phải là muốn đòi lấy lại chuỗi Phật Châu này, tôi chỉ muốn mượn vài ngày, tụng niệm kinh Phật, siêu độ cho người đã mất. Trương Dương từ trong túi lấy ra một cái hộp đặt ở trước mặt Tiêu Quốc Thành, sau khi mở ra thì đặt Phật Châu vào trong đó, hắn chỉ chỉ vào cái hộp, Tiêu Tiên Sinh biết tác dụng của cái hộp này không? Tiêu Quốc Thành lắc đầu, cái hộp vuông vuông này chẳng có gì đặc biệt, ngay cả trang sức tối thiểu cũng không có, không biết Trương Dương vì sao muốn lấy ra một cái hộp bình thường như vậy. Trương Dương nói, đây là hộp xuyên, tác dụng là có thể cách ly tia phóng xạ, cô mạnh trước khi chết đã bị lây bệnh bệnh phóng xạ vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Quốc Thành cả kinh nói, cậu là nói Phật Châu có vấn đề? Trương Dương gật đầu nói, Phật châu trước đựng nguyên tố phóng xạ rất lớn, vừa rồi chú đã báo, từ năm 68 chú đã bắt đầu đeo Phật châu này, nếu từ lúc đó Phật châu đã nhiễm phóng xạ thì thân thể của chú đã xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Quốc Thành nói khẽ chẳng lẽ có người động tay động chân lên Phật châu. Trương Dương nói, loại khả năng này là rất lớn, tôi đã liên hệ với chuyên gia tương quan để tiến hành giám định chuỗi Phật châu này, cuối tháng khi tôi tới Đông Giang sẽ tra ra kết quả tuy rằng bây giờ vẫn chưa có kết quả, nhưng tôi phỏng chừng chuỗi Phật Châu này 89 phần 10 bị người ta động tay động chân vào rồi. Ánh mắt tiêu quốc thành tràn ngập vẻ bi thương, nếu Phật Châu bị người ta động tay động chân, vậy thì chuỗi Phật Châu này rốt cuộc là ai đưa cho cô ấy? Trương Dương nói, theo như lời của định nhàn sư Thái thì là một phu nhân trung niên. Hắn tạm dừng một chút rồi nói, người đưa cho cô Mạnh Phật Châu nhất định là rất hiểu về cô ấy, biết ý nghĩa của chuỗi Phật Châu này đối với cô ấy, biết khúc mắc không giải được trong lòng cô mạnh, đối với chuỗi Phật Châu này khẳng định sẽ rất quý trọng, thậm chí đoán chắc cô ấy sẽ từng thời từng khắc mang Phật Châu theo người. Hai tay tiêu quốc thành đan chặt vào nhau, giọng nói của y bởi vì phẫn nộ mà run run có người muốn mưu sát cô ta. Trương Dương nói, chuyện này tôi không nói với quá nhiều người. Cho dù là người nhà của cô Mạnh cũng không rõ nội tình cụ thể. Tiêu Quốc Thành nói, nếu có người dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hại cô ta, Tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Sau khi nói xong thì nhìn Trương Dương, cậu có phải cũng từng hoài nghi tôi không? Trương đại quan nhân không chút che giấu gật đầu nói, có từng hoài nghi, cho dù là hiện tại tôi vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ hoài nghi đối với chú. Tiêu Quốc Thành nói, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ hoài nghi như vậy. Trương Dương nói, tôi phải điều tra rõ chuyện này. Tiêu Quốc Thành nói, cho dù cậu không điều tra thì tôi cũng sẽ truy tra tới cùng. Trương Dương nói: "Tiêu tiên sinh, tôi có yêu cầu quá đáng." Tiêu Quốc Thành nói: "Có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi, nếu tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ phối hợp với cậu." Trương Dương nói: "Đối với chú mà nói thì cũng không tính là việc khó, tôi muốn mượn một ít máu của chú." Mục đích Trương đại quan nhân mượn máu của Tiêu Quốc Thành là để điều tra xem giữa y và Kiều Mộng viện có quan hệ huyết thống hay không, lấy máu để thử máu mơ hồ đoán được Trương Dương tất có dụng ý nhưng y không đoán được trương dương mục đích cụ thể mà trương dương lấy máu để thử y gật đầu nói có thể sau khi trương dương rời khỏi tiêu quốc thành vẫn chìm đắm trong bi thương tiêu mân hồng nhìn ra tình tự của chú rất thấp tôi phía sau y chủ động mát xa hai vai cho y ôn nhu nói chú có phải đang lo lắng tới vấn đề sức khỏe không tiêu quốc thành nói sống chết có số phú quý ở trời tôi đã sớm nhìn thấu sinh tử rồi chỉ cần có thể chết một cách tôn nghiêm thì có gì mà phải sợ tiêu mân hồng nói cô và trương dương hình như rất thân nhau tiêu quốc thành cười nói hắn không giống người trẻ tuổi bình thường chú chắc là hiểu hắn hơn cháu tiêu mân hồng cười cười lắc đầu tôi không hiểu hắn lắm ngoài mặt hắn là kẻ cợt nhả bất cần đời nhưng rất nhiều chuyện lại giấu sâu trong lòng kết giao với người bình thường luôn giữ khoảng cách nhất định có lẽ đây là đặc điểm của quan viên tiêu quốc thành bỗng nhiên nói quan hệ của cháu và kiều mộng viện hình như rất không tồi tiêu mân hồng gật đầu đúng vậy mẹ cô ta vừa qua đời, chú có tới thăm hỏi một chút không? Tiêu Mân Hồng kinh ngạc nói, gì cơ, tôi căn bản không biết gì cả. Chuyện mạnh truyền Mỹ qua đời Kiều Gia và Mạnh Gia đã thống nhất, hai bên đều đồng ý xử lý bí mật, cho nên trừ người hai nhà ra thì không hề có bất kỳ người ngoài nào người tham gia vào lễ tang của mạnh truyền Mỹ. Sau tuần đầu, Kiều Bằng Cử quay trở về nước Mỹ, sinh ý của hắn ở bên đó vừa mới cất bước, thời gian rời khỏi lần này đã rất dài rồi hai nhà kiều mạnh tựa hồ khôi phục bình tĩnh như ngày xưa, cuộc sống của đa số người không hề bởi vì mạnh truyền Mỹ qua đời mà thay đổi, người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là kiều mộng viện. Sau tuần đầu, cô ta mét hành lý rời khỏi kiều ra, trước lúc đi, cô ta tới trước mặt ông nội nói lời từ biệt. Kiều lão ngồi dưới ánh mặt trời, nhìn núi đá trong sân, người ông ta cũng giống như hòn đá, tựa hồ tất cả sức sống đều bị ánh mặt trời khiến cho bốc hơi sạch. Kiều mộng viện đặt hành lý ở bên cạnh, tới trước mặt ông nội rồi ngồi, cầm bàn tay gầy yếu của ông nội. Kiều lão nắm lấy tay cô ta, môi cong lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự quyến luyến, "Mộng Viện, cháu cũng muốn đi à?" Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, "Ông nội, chẳng lẽ ông muốn cháu vĩnh viễn ở nhà ư?" Kiều lão gật đầu, cảm thán nói, "Đi đi, chúng cháu lớn cả rồi, khi chúng cháu còn nhỏ bất kể là đi đâu, ông nội vẫn sẽ đuổi theo chúng cháu, nhưng hiện tại ông đã già rồi, không đuổi theo chúng cháu được nữa." trong lời nói của Kiều Lão lộ ra vẻ thương cảm và bất đắc dĩ. Kiều Mộng Viện nhìn vẻ mặt mất mát của ông nội, trong lòng vô cùng khổ sở, cô ta không muốn rời khỏi ông nội, nhưng từ sau khi mẹ qua đời, cô ta ở trong nhà liền cảm thấy đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy một cô áp lực cổ vô hình đang đè nén mình, cô ta thậm chí không biết nên đối mặt với người nhà như thế nào, ông nội không nghi ngờ gì nữa rất yêu cô ta, nhưng nếu ông biết được chân tướng, nếu ông biết đứa cháu gái mà ông từng gửi gắm biết bao quan tâm và yêu thương không phải là cốt nhục của con trai ông ta ông ta liệu có đối đãi với mình giống như trước hay không ông liệu có cho rằng sự tồn tại của mình là nỗi nhục của kiều gia không kiều mộng viện không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ nhưng suy nghĩ này không có lúc nào là không tra tấn cô ta khiến cô ta thống khổ đây mới là nguyên nhân chân chính mà cô ta lựa chọn bỏ đi kiều mộng viện ôn nhu nói ông nội cho cháu một đoạn thời gian Kiều lão nói, đối với tuổi tác của ông mà nói, thứ chân quý trên đời trên đời chính là thời gian, người già rồi, luôn muốn có con cháu thường xuyên ở bên cạnh, công danh lợi lộc, hùng tâm tráng chí gì cũng đều không quan trọng. Ông nội, mắt Kiều mộng viện đỏ lên. Kiều lão cười cười, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt cháu gái, ôn nhu nói, ngoan, ông nội biết mình rất ích kỷ, nhưng ông thực sự hy vọng các cháu đừng đi quá lâu, ông lo lắng khi cháu của mình quay về thì ông đã không còn nhận ra được chúng nữa hai hàng nước mắt trong suốt thuận theo mặt kiều mộng viện chảy xuống. Kiều lão nói, cháu gái ngoan, cháu muốn đi đâu? Đừng đi quá xa như bằng cử nhé. Kiều mộng viện nắm tay ông nội, kề sát khuôn mặt vào lòng bàn tay ông ta, ông nội, cháu hứa với ông, cháu không đi xa đâu, có người mời cháu đi làm quan. Làm quan ư? Kiều lão nghe thấy câu này TH lập tức tinh thần tỉnh táo, có điều vẻ mặt của ông ta tràn ngập vẻ không tin, với sự hiểu biết của ông ta về cháu gái, vẫn chưa bao giờ nhìn ra nó có ý định tiến vào sĩ đồ. Kiều Mộng Viện dịu dàng cười nói, là Trương Dương, hắn mời cháu tới Tân Hải phụ trách công tác chiêu thương của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cháu hiện tại dù sao cũng không có việc gì làm, dứt khoát thử một lần, một là hỗ trợ cho hắn, xem như trả hắn một cái nhân tình, thứ hai là cắm đầu vào công tác có lẽ có thể làm hòa hoãn lại tâm tình. Nghe thấy cháu gái không phải đi xa, Kiều Lão lập tức yên lòng, ông tạo oán trách nói, con bé này, sao không nói xem, khiến ông già này lo quá, thì ra là tới chỗ Trương Dương, đi đi, đi đi, nhà chúng ta vốn nợ tham ôn này không ít nhân tình, cháu đi bồi thường một chút. Kiều Mộng Viện nghe vậy thì tim không khỏi đập mạch, lời này của ông nội rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ông đã sớm nhìn ra tình cảm ám muội giữa mình và Trương Dương ư? Trương 1739, tự mình thừa nhận một. Kiều Bằng Phi lúc này từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút tò mò, đi tới nói, mộng viện lại muốn đi xa à? kiều lão cười nói, nó muốn tới tân hải giải sầu. chỗ trương dương ư nhắc tới tân hải, kiều bằng phi tất nhiên sẽ liên tưởng đến trương dương. kiều mộng viện nói, cứ tính là tới giúp đỡ đi. kiều bằng phi gật đầu nói, em tới trước đi, qua một đoạn thời gian nữa anh cũng sẽ tới bình hải. kiều mộng viện ngạc nhiên nói, anh tới bình hải làm gì? kiều bằng phi cười nói anh đã thương lượng với bác cả rồi ông ấy đề nghị anh tới cơ sở rèn luyện đi đâu kiều bằng phi vẻ mặt thần bí nói em đoán đi kiều mộng viện nói không nói thì thôi em chẳng hơi đâu mà đoán kiều bằng phi nói tới huyện xuân dương thành phố giang thành tạm giữ chức phó huyện trưởng kiều mộng viện không khỏi có chút sửng sốt không ngờ người anh họ này thực sự tới bình hải xuân dương không phải là quê của trương dương ư có điều cô ta minh bạch Kiều Bằng phi tới Xuân Dương là để lấy tiếng, nếu quyết định đi vào sĩ đồ thì người nhà khẳng định sẽ lát tốt đường cho hắn. Kiều Lão nói, cũng tốt, cháu tới Bình Hải vừa hay chiếu cố được cho Mộng Viện. Kiều Mộng Viện cười nói, ông nội, cháu cũng không phải là trẻ con, không cần anh ấy chiếu cố. Kiều Bằng Phi nói, anh tạm thời sẽ chưa tới, đến trường đảng Trung ương học đã, tham gia ban huấn luyện cán bộ cấp ban huyện trong một tháng, sau đó mới tới Xuân Dương chính thức báo danh. Kiều lão gật đầu, nói, bằng phi, nếu đã quyết định đi đường này, vậy thì phải làm nghiêm túc, đừng nóng vội như trước đây. Kiều bằng phi nói, ông nội, ông không thể luôn dùng ánh mắt cũ để nhìn người được, cháu ở Tây Tạng mấy năm, da cũng tuột mất mấy lớp rồi. Kiều lão nói, thế thì sao? Nghe ý của cháu cứ như trách ta đưa cháu tới Tạng Biên vậy. Kiều bằng phi cười nói, ông nội, ông chính là trí cao thần của Kiều gia chúng ta, anh minh thần võ, không ai cản được ông, nếu không phải ông đưa cháu tới để, rèn gân cốt của cháu, thử tâm trí của cháu thì cháu sao có được ngộ tính như hôm nay, từng chút tiến bộ trong cuộc đời chúng cháu đều là nhờ sự ân cần dạy bảo của lão nhân gia ông, ông không biết đấy thôi, hiện tại thần tượng duy nhất của cháu chính là ông, đời này cháu cho dù không có được thành tựu hơn ông, cháu cũng phải nỗ lực, ít nhất thì cũng phải đuổi kịp ông. Kiều lão bị những lời này của hắn khiến cho bật cười, ông ta lắc đầu nói, số tiểu tử, từ lúc nào học được khéo nịnh như vậy, có câu ông phải nhắc nhở cháu trước, cháu tuy rằng tiến vào quan trường, nhưng không thể không thể chỉ nhìn chằm chằm vào thăng quan, phải nhớ kỹ, người ta vào quan trường không phải vì chức vị mà là để làm việc. Kiều Bằng Phi nói, ông nội, ông yên tâm đi, cháu ngay cả chút giác mộ ấy cũng không có thì còn xứng là con cháu của Kiều gia ư? Tâm tình của Kiều lão lúc này đã tốt hơn rất nhiều, ông ta phất phất tay nói, giúp ông tiến em gái cháu. Kiều Mộng Viện vội vàng nói không cần nhưng Kiều Bằng Phi đã xách túi của cô ta đặt vào trong xe jeep quân dụng của mình. Lần này tới Tân Hải, Kiều Mộng Viện lựa chọn ngồi tàu hỏa, Kiều Bằng Phi cũng muốn mượn thời cơ tiến cô ta để nói vài câu riêng với cô ta. Sau khi rời khỏi Kiều ra, Kiều Bằng Phi nói, đi gấp thế. Bác cả biết không? Kiều Mộng Viện gật đầu, có, em đã nói rồi. Kiều Bằng Phi nói, ông nội không nỡ để em đi, thật ra điều kiện các mặt của Kinh Thành vẫn rất tốt kiều mộng viện nói em muốn ra ngoài giải sầu kiều bằng phi nhìn thoáng qua cô ta nói khẽ mộng viện anh cảm giác em gần đây thay đổi rất nhiều hình như không muốn ở nhà có phải chuyện bác gái qua đời đã khiến giữa em và bác cả nảy sinh ngăn cách hay không kiều mộng viện không nói gì ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe kiều bằng phi nói không phải anh nói đỡ cho bác cả đầu chuyện tình cảm rất khó nói lúc trước là bác gái kiên trì muốn xuất gia bác cả không làm sai gì cả kiều mộng viện nói em không trách ông ấy em không có trách bất kỳ ai em lựa chọn rời khỏi chỉ vì vấn đề của bản thân em giọng nói của cô ta có chút kích động kiều bằng phi thở dài hắn nói khẽ mộng viện nếu có thời gian thì nói chuyện với bác cả đi xảy ra chuyện như vậy trong lòng ông ấy tuyệt đối không hơn gì chúng ta đâu nhưng ông ấy vẫn phải chiếu cố cho cái nhà này cho nên ông ấy không thể biểu lộ ra tình tự nội tâm em hiểu chút đi Kiều Mộng Viện dùng sự trầm mặc để nói với Kiều Bằng Phi rằng cô ta không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Kiều Bằng Phi có thể nhìn ra biểu hiện xa cách của Kiều Mộng Viện đối với gia đình, Kiều Lão tất nhiên nhìn còn rõ hơn. Sau khi Kiều Mộng Viện rời khỏi không lâu thì Kiều Trấn Lương về tới nhà, y theo thói quan tới chào hỏi cha, Kiều Lão ngồi trước cửa sổ trong thư phòng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cha, con về rồi. Mộng Viện đi rồi. Kiều Trấn Lương dạ một tiếng, y biết chuyện con gái muốn đi, kiều lão xoay người có chút bất mãn nhìn y anh cứ thờ ơ như vậy ư kiều trấn lương cười khổ nói cha con gái đã lớn rồi nó có sự nghiệp của mình lựa chọn của mình con làm cha nhưng không thể cứ đối đãi với con mình như trẻ con được kiều lão lắc đầu giữa hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì rốt cuộc là gì đã khiến hai đứa trở nên xa lạ như vậy khiến mộng viện muốn trốn tránh cái nhà này kiều trấn lương biết những gì phát sinh giữa hai cha con không thể qua được sự cơ chí của cha Y thở dài nói, có lẽ trong lòng nó trách con, đổ lỗi chuyện của mẹ nó lên người con. Kiều Trấn Lương đương nhiên minh bạch nguyên nhân chân thật không phải là như vậy, nhưng y không thể nói với cha tình hình thực tế, sự nhục nhã một mình y chịu là đủ rồi, y không muốn cha vào lúc tuổi già còn phải chịu đựng đả kích trầm trọng này với y, cho nên y đã sớm chuẩn bị tốt lý do nghe thì tương đối hợp lý này. Kiều lão tràn ngập thương cảm nói, càng như vậy thì hai cha con càng phải nói chuyện, cởi bỏ hết khúc mắc Giữa cha con nào có khúc mắc gì không cởi được đâu. Truyền Mỹ đi rồi, giữa hai đứa càng nên gần gũi nhau mới đúng." Kiều Trấn Lương dùng sức gật đầu. Kiều lão nói, "Tôi muốn anh đáp ứng tôi, anh thân là cha, phải chiếu cố tốt con gái mình." Kiều Trấn Lương nói, "Cha, con đáp ứng cha, chờ thêm một đoạn thời gian nữa con sẽ nói chuyện tử tế với Mộng viện." Kiều lão lúc này mới hài lòng gật đầu, "Bằng phi tới Bình Hải là ý của anh à?" Kiều Trấn Lương cười nói, "Vâng." dù sao thì nó cũng phải xuống địa phương rèn luyện, con nghĩ tới nghĩ lui vẫn bảo nó nên tới nơi quen thuộc một chút, Đỗ Thiên Giã đảm nhiệm trước bí thư thị ủy Giang Thành, khẳng định sẽ chiếu cố nó. Kiều Lão nói, đừng có việc gì cũng phải chiếu cố, con cháu của Kiều Gia không thiếu năng lực, cái thiếu là phẩm chất chịu khổ chịu khó mà thôi. Kiều Trấn Lương nói, cha, thật ra bằng phi trong hai năm nay có biến hóa rất lớn, từ trên người nó con đã nhìn thấy rất nhiều ưu điểm, trong đó có một số ưu điểm mà thậm chí bằng cử cũng không có. Kiều lão cười nói, anh khen nó thì cứ khen, có cần phải hạ thấp con trai mình không? Kiều Trấn Lương nói, bọn thanh niên này không va vấp thì không thể thành người, bằng phi sau khi phục dịch ở biên cương đất tạng thì thành thục hơn rất nhiều, cho nên cha đừng lo lắng nó không thể chịu khổ, từ mấy chuyện còn đã nhìn ra được là bằng phi lớn rồi. Kiều lão nói, hy vọng nó thực sự đúng như lời anh nói. Kiều Trấn Lương nói cha cha tuy rằng chưa bao giờ nói nhưng con biết trong lòng cha vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì đời của bằng cử không có ai tiến vào sĩ đồ kiều lão nói anh thật sự cảm thấy mình hiểu tôi như vậy ư kiều trấn lương nói cha quên chuyện năm đó kiên trì phản đối bằng cử theo kinh thương rồi ư kiều lão cười nói trước khác nay khác tâm tính của tôi hiện tại đã thay đổi rồi bọn nhỏ bình an là phúc rồi bọn nó muốn làm gì thì cứ làm tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chúng Kiều Trấn Lương nói: "Cha, thật ra chính trị là chú ý huyết thống, tuy rằng mọi người ngoài miệng đều không thừa nhận, nhưng trong đáy lòng thì chẳng ai phủ nhận được, những đứa nhỏ xuất thân từ trong loại gia đình như chúng ta, từ lúc sinh ra đã có mộ tính chính trị mạnh hơn những đứa bình thường rồi." Kiều lão không phủ nhận những lời này của con trai, hai tay của ông ta đan chặt vào nhau, ngón cái vỗ vào nhau rất có tiết tấu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Kiều Trấn Lương nói: "Bằng phi năm nay chưa đến 30 tuổi." Hiện tại cất bước vẫn không tính là muộn." Kiều lão nói, nhưng cũng không còn trẻ. Kiều Trấn Lương cười nói, "Thật ra lúc cha đưa nó tới biên giới đất tạng phục dịch thì đã có ý để nó tiến vào sĩ đồ rồi, chỉ có điều cha không thừa nhận thôi." Kiều lão ý vị thâm trường nhìn con trai một cái, bỗng nhiên mỉm cười. "Ông ta nói khẽ, anh đó, có thời gian nhìn ngẫm tâm tư của tôi thì chẳng thà suy nghĩ làm sao để làm tốt công tác của mình đi." Kiều Trấn Lương nói, con gần đây có chút không đủ động lực. Kiều lão nói, không phải không đủ động lực, là nản lòng thoái chí. Chương 1740, tự mình thừa nhận hai. Kiều Trấn Lương không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thừa nhận định nghĩa của cha. Kiều lão nói, một người khi mất đi động lực là chuyện khá đáng sợ, Trấn Lương, anh còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, mấy năm nay chính là thời khắc mấu chốt cũ mới trao đổi lão đồng chí lui xuống tới lúc thế hệ các anh làm chủ kiều trấn lương nói cha con thực sự không có dã tâm lớn gì cả kiều lão nói bất kể anh lựa chọn như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ anh đề tài của ông ta một lần nữa trở lại trên người cháu gái mộng viện có nói với anh hay không nó lần này tới tân hải là muốn giúp trương dương làm công tác chiêu thương của khu bảo lưu thuế nhập khẩu kiều trấn lương lắc đầu y chỉ biết là con gái muốn tới tân hải về phần đi làm gì ý thực sự không rõ kiều lão có chút bất mãn trách cứ anh làm cha kiểu gì đấy chuyện gì của con gái anh cũng không biết tôi thấy cũng khó trách mộng viện muốn trốn tránh cái nhà này anh có quan tâm đến nó không có tận hết trách nhiệm của người làm cha chưa kiều trấn lương nói cha con thừa nhận con làm không tốt về sau con sẽ tận lực cải thiện kiều lão nói công tác có bận đến mấy thì cũng không được xem nhẹ gia đình giữa anh và chuyện Mỹ không chỉ là chuyện Mỹ xảy ra vấn đề, anh cũng phải tìm nguyên nhân từ bản thân. Tôi tuy rằng không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh vẫn quan tâm tới cô ta, không xem nhẹ gia đình này thì cô ta cũng sẽ không đến nỗi muốn xuất ra. Một gia đình đang hạnh phúc lại cứ vậy ly tán, trong lòng anh không cảm thấy ái náy ư. Tim Kiều chấn Lương đau như dao cắt, mấy ngày qua y một mực lặng lặng gặm nhấm nỗi đau này, từng sự thật tàn khốc đã khiến y thống khổ, nhưng là con trưởng của Kiều Gia, y lại không thể không miễn cưỡng cười nói, ai có thể cảm nhận được nỗi bi ai của y. Kiều Mộng Viện đến đối với Trương Dương mà nói là một sự bất ngờ, hắn lúc trước mời Kiều Mộng Viện đến Tân Hải công tác, trong đó phần lớn là nói đùa, đương nhiên, đây cũng không phải là hắn không muốn mời Kiều Mộng Viện đến giúp hắn, mà là hắn cho rằng với thân phận của Kiều Mộng Viện, cô ta chắc sẽ khinh thường công tác như vậy. Trương Dương cũng không ngờ cô ta nhanh như vậy đã tới Tân Hải, hắn vốn cho rằng Kiều Mộng Viện cần một đoạn thời gian khá dài để tiêu hóa nỗi đau mất mẹ. Nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện, Trương Dương chạy tới nhà ga Bắc Cảng rất đúng giờ, khi xe lửa đến trạm, Kiều Mộng Viện liếc một cái liền nhìn thấy Trương Dương đang đứng trên nguyệt đài, thời tiết rất lạnh mà thằng cha này chỉ mặc một cái áo phông đen, đứng trong đoàn người trông rất là bắt mắt. Nhìn thấy Trương Dương, Kiều Mộng Viện từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác ấm áp không cách nào hình dung được, trời tuy rằng u ám, nhưng sự u ám trong lòng cô ta lại xuất hiện một chút tươi sáng. Trương đại quan nhân từ cửa kính xe tìm được Kiều Mộng Viện, hắn bật cười, cười rất vô tâm vô phế, giống như ánh nắng chiếu sáng bầu trời u ám, thằng cha này chính là có sức cuốn hút như vậy đấy, có điều cảm nhiễm cũng phải phân đối tượng, Kiều Mộng Viện hoàn toàn nằm trong phạm trù bị hắn cảm nhiễm. Kiều Mộng Viện kéo túi hành lý đi xuống, nội tâm đang nặng chỉ cũng bởi vì sự xuất hiện của Trương Dương mà trở nên thoải mái hơn. Trương Dương tiếp lấy hành lý, cười nói, hoan nghênh Kiều Tổng đến Tân Hải khảo sát, lần này định ở bao lâu? Kiều Mộng Viện nói khẽ, vậy phải xem xem anh chuẩn bị thuê tôi trong thời gian bao lâu? Trương Đại Quan Nhân ngây ra một thoáng, hơn nửa ngày mới hiểu ra, hắn kinh hỉ nói cô là muốn nói. Kiều Mộng Viện nói, nếu anh thay đổi ý kiến thì nhân lúc tàu hỏa chưa đi tôi sẽ quay lại ngay trương dương nói cô là nói kiều mộng viện nói không phải anh mời tôi đến giúp anh chủ trì công tác chiêu thương ư trương đại quan nhân mừng rỡ gật đầu không ngừng đúng vậy đúng vậy kiều mộng viện nhìn thấy bộ dạng của hắn thì cũng không khỏi buồn cười cô ta cắn cắn môi nói trương dương anh định đứng mãi ở đây hả trương dương cười nói tôi rất cao hứng cái đó hoan nghênh tôi hoan nghênh cô cả hai tay kiều mộng viện nói không cần phải long trọng như vậy Tôi cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì. Xuất phát từ góc độ thế giới thì có lẽ không phải, nhưng xuất phát từ góc độ cá nhân tôi thì cô. Cô tuyệt đối là vậy. Kiều Mộng Viện cuối cùng cũng không nhịn được liền bật cười, anh khéo miệng lắm. Sau khi Trương Dương khởi động sau khi mới nhớ tới một vấn đề, Mộng Viện, có muốn tôi gọi mấy người bạn cũ đến mở tiệc chào đón cô không? Kiều Mộng Viện, thật sự thật sự không nghĩ ra có gì đáng ăn mừng cả. Với trạng thái hiện tại của tôi, hay là đừng để ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người trương dương gật đầu nói được vậy trước tiên bình tĩnh một chút qua mấy ngày nữa tôi đưa cô đi chơi khắp bắc cảng kiều mộng viện nói tôi tới đây là để công tác chứ không phải là để chơi trương dương tôi muốn thay đổi cách sống trương dương cười nói sống thế nào cũng được tin tôi đi ở đây cô có thể rất vui vẻ kiều mộng viện bị nụ cười của hắn cảm nhiễm trương dương anh vì sao luôn thích nói mạnh miệng vậy ngay cả mạnh miệng cũng không dám nói thì làm sao mà lăn lộn trong quan trường biết kiều mộng viện sắp tới trương dương đã an bài phòng ở nhà khách huyện ủy cho cô ta sau khi dẫn kiều mộng viện tới phòng trương dương nói cô lúc trước không nói với tôi là định ở lại tân hải công tác lâu cho nên tôi không bảo ngươi an bài chỗ ở thích hợp cho cô chỉ có thể ủy khuất cô lâm thời ở nhà khách sống vài ngày vậy ngày mai tôi sẽ sai người an bài chỗ ở thích hợp cho cô kiều mộng viện nhìn nhìn hoàn cảnh trong phòng Mỉm cười nói, nơi này không tồi, ở kinh thành ít nhất cũng phải được tính là tiêu chuẩn 4 sao. Bí thư Trương, đừng có làm đặc thù hóa, tôi vẫn chưa có cống hiến gì cho Tân Hải, vô công bất thụ lộc. Trương Dương nói, cô là nhân tài trọng điểm mà tôi vẫn muốn tiến cử, thái độ đối đãi với nhân tài của Tân Hải chúng tôi rất rõ ràng, nhất định phải khiến nhân tài ưu tú tới Tân Hải công tác cảm thấy ở đây ấm áp như ở nhà, cũng chỉ có các cô thực sự coi nơi này trở thành nhà mình thì mới có thể cam tâm cố gắng làm việc vì Tân Hải. Kiều Mộng Viện cười nói, tôi cũng không phải là nhân tài ưu tú gì cả, nói thật. Công tác chiêu thương tôi chưa bao giờ, không bài trừ khả năng anh nhận người không tốt. Trương Dương đem ngươi, nếu thật sự như vậy thì tôi cũng nhận, đương nhiên, nếu cô ta thực sự không có bản sự thì tôi sẽ đổi cô. Kiều Mộng Viện nhìn nhìn ra bên ngoài. Trương Dương nói, cô trước tiên nghỉ ngơi đi đã, tôi về văn phòng một chuyến, 6 giờ tôi sẽ đón cô đi ăn cơm. Kiều Mộng Viện gật đầu. Trước khi Trương Dương ra khỏi cửa, Kiều Mộng Viện gọi hắn lại, Trương Dương, tôi muốn mau chóng bắt đầu công tác. Trương Dương cười nói, được, tôi lát nữa sẽ an bài. Trương Dương trở lại văn phòng thì thường Hải Thiên đang chờ mình trong văn phòng, hắn cười nói, Hải Thiên, tôi đang định tìm anh đây, không ngờ anh chủ động tìm đến. Thường Hải Thiên nói, vừa tới chỗ Bộ trưởng Vương bàn chút chuyện, thuận tiện đến chỗ anh báo cáo chút. Trương Dương gật đầu, đi tới tủ lạnh lấy hai bình nước, ném một chai cho thường hải thiên trương dương uống một ngụm rồi nói gần đây công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu tiến triển thuận lợi chứ thường hải thiên nói vấn đề tài chính tạm thời được giải quyết có điều hiện tại nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng bộ chỉ huy xây dựng tổng cộng chỉ có mấy người không phải là tôi kêu khổ từ sau khi bắt đầu xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu tôi ngay cả một ngày cũng không được nghỉ ngơi trương dương cười nói chủ nhiệm thường anh càng vất vả công lao càng lớn sau khi khu bảo lưu thuế nhập khẩu xây xong tôi sẽ ghi cho anh công đầu thường hải thiên cười khổ nói bí thư trương ngài đừng có lừa tôi tôi nói thật với ngài chị dâu của ngài hiện tại sắp thành oán phụ rồi mỗi ngày tôi về nhà là nghe cô ta lải nhải nói sớm biết rằng gả cho người như tôi thì cô ta đợi vài năm nữa rồi hắn kết hôn cho rồi trương dương bật cười hải thiên cái này thì tôi không giúp được anh rồi xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu là phải làm xây dựng nhà anh cũng phải làm hai thứ đều không thể chậm trễ được thường hải thiên trừng mắt lườm hắn một cái biết anh không nói được lời tốt lành gì mà trương dương nói hải thiên vấn đề nhân viên tôi đã sớm lưu ý rồi hiện tại tôi cũng đang bận tìm người giúp anh đây những người trẻ tuổi mà chúng ta đưa ra ngoài huấn luyện sẽ trở về từng nhóm vạn sự khởi đầu nan mà anh vất vả trước vậy qua đoạn thời gian này rồi chờ tất cả thuận lợi thì sẽ không còn vấn đề gì nữa đúng rồi nói với anh một tin tức tốt Tôi mời tới được một vị cao nhân cho anh rồi đó." Thường Hải Thiên uống một ngụm rồi nói, "Cao nhân nào?" Trương Dương nói, "Kiều Mộng Viện, cô ta đã đáp ứng tới đây phụ trách công tác chiêu thương." Thường Hải Thiên nghe thấy tên của Kiều Mộng Viện thì hơi có chút ngạc nhiên, cô ta không phải vẫn đang làm kinh thương ư? Sao đột nhiên, chưa nói xong thì hắn lại vỗ vỗ đầu mình, "Mình cũng chẳng phải là từ thương trường tiến vào quan trường ư, không cần hỏi." Kiều Mộng Viện tới Tân Hải hỗ trợ khẳng định là bị là bị Trương Dương thuyết phục. Trương Dương cười nói, anh cảm thấy thế nào? Trương 1741, Chủ tính tương lai 1. Thường Hải Thiên cười nói, đương nhiên không còn gì tốt hơn, hiện tại anh đem tất cả chuyện giao cho tôi, tôi cũng sắp gục đến nơi rồi, cô ta tới đây phụ trách công tác chiêu thương, tôi có thể đầu nhập tinh lực vào trong xây dựng, Kiều Mộng Viện trước đây khá thành công trong thương trường, Công tác chiêu thương đối với cô ta mà nói chắc là rất đơn giản, hơn nữa với bối cảnh của cô ta, cô ta nếu có thể tới Tân Hải, chỉ sợ không còn ai dám nói ra nói vào về khu bảo lưu thuế nhập khẩu nữa. Trương Dương cười ha ha, tâm tình của hắn hôm nay rất tốt. Thường Hải Thiên nói, cô ta lúc nào thì tới? Đã tới rồi, hơn nữa cô ta muốn mau chóng đi vào công tác. Thường Hải Thiên nói, không thành vấn đề, tôi lát nữa sẽ chuẩn bị văn phòng cho cô ta. Đúng rồi, buổi tối chúng ta có phải nên cử hành một nghi thức hoan nghênh, hoan nghênh Kiều Mộng Viện gia nhập vào đội ngũ quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu không? Trương Dương nói, chuyện này hay là thôi đi, mẹ cô ta vừa mới qua đời không bao lâu, gần đây tình tự hơi kém, chuyện hoan nghênh để sau đi. Thường Hải Thiên gật đầu, được, để sau hãng nói. Sau khi Thường Hải Thiên rời đi, Trương Dương một mình tới văn phòng của thị trưởng hứa song kỳ. Tuy rằng Trương Dương trẻ tuổi, nhưng hắn mới là người đứng đầu Tân Hải, chuyện bí thư thị ủy chủ động tới văn phòng thị trường rất ít phát sinh, hứa song kỳ nghe nói Trương Dương tới thì vội vàng đứng dậy nginh đón. Mông hứa song kỳ vừa rời ghế thì liền nhìn thấy Trương Dương bước vào, hứa song kỳ nói, bí thư Trương, ngài sao lại tới đây? Trương Dương cười nói, tới đây thương lượng một chuyện với anh. Hứa song kỳ nói, bí thư Trương gọi điện thoại là được mà. Biểu hiện của y rất khách khí, dù sao cấp bậc cũng sờ sờ ra đó, Trương Dương đến chỗ hắn là có chút hạ mình rồi, có điều điều này cũng chứng minh Trương Dương thực sự có chuyện quan trọng, hứa song kỳ và Trương Dương cùng công tác với nhau đã được một đoạn thời gian, đối với cách làm người xử thế của thằng cha này cũng hiểu được ít nhiều, tặng lễ át có việc nhờ, không biết hắn hôm nay tới cửa là có tính toán gì. Trương Dương ngồi xuống sofa, hứa song kỳ bảo thư ký đi châm trà, Trương Dương xua tay nói, không cần, tôi nói chút chuyện rồi đi ngay thôi. Hứa song kỳ vẫn kiên trì bảo thư ký pha trà, chờ sau khi thư ký đi rồi, hứa xong kỳ ra hiệu mới uống trà, bí thư trương, ngài tìm tôi có chuyện quan trọng gì vậy? Trương Dương nói, cũng không có gì chuyện đặc biệt gì, xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu triển khai đã được một đoạn thời gian rồi, công tác các mặt cũng coi như là thuận lợi. Hứa xong kỳ gật đầu, trong chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu y không bỏ được bao nhiêu sức, mà cũng không định xuất lực, hiện giờ Tân Hải đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Trương Dương, mình tuy rằng là thị trường Tân Hải, nhiều nhất cũng chỉ được tính là kẻ làm nên. Trước đây hứa xong kỳ khi nghĩ vậy thì tâm tình còn có thể khó chịu, còn có thể sinh ra một chút ý tứ đấu tranh, nhưng hiện tại y đã triệt để tâm ý nguội lạnh rồi, y không phải là đối thủ của người ta. Và lại, dẫu sao hiện tại y được làm thị trưởng là cũng nhờ Trương Dương, nếu không phải Trương Dương giải quyết được vấn đề bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải Hắn Y, đến bây giờ vẫn là huyện trưởng hứa trước đây, có điều hứa xong kỳ cũng hiểu rõ, Tuy rằng xương hô thay đổi, nhưng quyền lực thực tế của y còn không bằng làm huyện trưởng lúc trước. Trương Dương nói, cấp trên đã đáp ứng cắt bộ phận đất của góc thương gia mà Bắc Cảng quản hạt cho chúng ta sử dụng, 200 triệu trước đó đã đáp ứng cũng sắp tới tài khoản rồi. Hứa Song Kỳ nói, thật sự là quá tốt, có thị lý ủng hộ, công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Trương Dương nói, xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã từ giai đoạn chủ bị ban đầu quá độ tới khởi công xây dựng theo sự xây dựng của khu bảo lưu thuế nhập khẩu được bắt đầu toàn diện, vấn đề ban quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu bạc nhược sẽ càng trở nên nổi bật, cho nên tiến cử nhân tài ưu tú đã trở thành việc khẩn cấp. Hứa song kỳ nói, Bí Thư Trương, trước đó anh đã từng nói chuyện này rồi, mọi người cũng đều đang tìm, nhưng thời đại hiện giờ, nhân tài rất thiếu, cũng không phải là nói tìm là có thể tìm được. Trương Dương cười nói, tôi mời tới được một vị, phản ứng đầu tiên của hứa song kỳ chính là thằng cha này lại kéo tới một kẻ thân tín. Hứa song kỳ hiện tại đối với loại chuyện này đã chai sần rồi, có câu giận nhiều chẳng lo ngứa, Tân Hải trước mắt đang phát triển theo sự quy hoạch của Trương Dương. Hứa song kỳ hiểu rõ mình không có năng lực xoay chuyển càn khôn, cho nên chỉ có thể thuận theo thủy triều. y ừ một tiếng, nói, tốt. Không biết là vị cao nhân nào. Trương Dương nói, anh chắc biết, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn hối thông kiều mộng viện. Hứa song kỳ đối với điều này cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, Kiều Mộng Viện là con gái của Bộ trưởng Nông nghiệp Đương nghiệp, bí thư tỉnh ủy Bình Hải tiền nhiệm Kiều Trấn Lương, trước mắt Tân Hải cũng sắp trở thành trại tập trung của con cái quan lớn rồi, bí thư thị ủy Trương Dương thì không cần phải nói, công tử của thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa, con trai và con gái của bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Tụng, hiện tại lại có thêm một người cấp siêu Việt nữa. Hứa song kỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ, vẫn là câu nói đó, hắn trai sần rồi, đám con cái của cán bộ cao cấp này bất kể đến nhận chức chỗ nào thì cũng đều khiến lãnh đạo địa phương đau đầu. Ở Tân Hải thì không tới lượt y đau đầu, muốn đau đầu cũng phải là bí thư thị ủy Bắc Cảng hạng thành đau đầu. Thật ra hứa song kỳ trong chuyện này cũng không mang đến bất kỳ phản tác dụng nào, Trương Dương thông chi cho y là nhân tình, không thông chi thì là bổn phận, hứa song kỳ nói, bí thư Trương định mời cô ta đảm nhiệm chức vụ gì. Trương Dương cười nói, ngay từ đầu tôi đã muốn cho muốn cho cô ta nhậm chức ở khu bảo lưu thuế nhập khẩu, phụ trách công tác chiêu thương, nhưng tôi cân nhắc đi cân nhắc lại, cơ cấu của chúng ta cần tinh giản. Không thể bố trí trùng lập, công tác chiêu thương của khu bảo lưu thuế nhập khẩu và công tác chiêu thương của bản thân thành phố Tân Hải đều tồn tại trùng lập trên trình độ rất lớn. Cho nên tôi nghĩ, dứt khoát để cô ta đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban chiêu thương Tân Hải. Hứa song kỳ nói, bí thư trương, tôi tin ánh mắt của anh nhưng trực tiếp bổ nhiệm cô ta làm chủ nhiệm ban chiêu thương có phải là sải chân quá lớn hay không theo như tôi biết kiều mộng viện trước đây luôn làm ở thương giới vừa mới tiến vào chính giới cho cô ta chức vị trọng yếu như vậy cô ta có thể làm được hay không thì tạm thời không nói đến nhưng cô ta trước đây không có bất kỳ kinh nghiệm công tác tương quan nào tất nhiên cũng không bàn đến thành tích công tác khẳng định sẽ bị người ta nói ra nói vào trương dương mỉm cười nói cho nên tôi trước tiên tìm anh thương lược Hai người chúng ta thống nhất ý kiến. Chuyện này chẳng khác nào được quyết định rồi. Hứa Song Kỳ nói, "Bí thư Trương, anh thấy chuyện này có phải nên để chậm lại đã ư?" "Tôi không phải là phản đối chuyện này, mà là đừng nóng vội, trước tiên chờ cô ta làm ra thành tích công tác, sau đó lại tiến hành bổ nhiệm, như vậy có thể chặn được thị phi, anh thấy." Trương đại quan nhân nói, "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người." Hứa Song Kỳ nghĩ thầm đều là một mình anh định đoạt anh con mẹ nó nếu cho rằng như vậy thì tới đây hỏi ý kiến tôi làm chi. Trong lòng y thật sự có chút buồn bực, gật đầu nói, vậy tôi không còn gì để nói. Trương Dương nói, có điều anh nói cũng có chút đạo lý, hay là thế này đi, chúng ta trước tiên bổ nhiệm cô ta làm phó chủ nhiệm ban chiêu thương, không bố trí vị trí chủ nhiệm, ban chiêu thương vẫn là do cô ta toàn quyền phụ trách, anh thấy thế nào? Hứa song kỳ nói tốt, trong lòng lại đang mắng thầm, anh căn bản chính là biệt tai trộm chuông hứa song kỳ không nghĩ tới dụng ý chân chính mà trương dương đến tìm mình thương lượng trương đại quan nhân trong vấn đề bổ nhiệm kiều mộng viện căn bản không cần ý kiến của người khác nhưng trương dương vẫn phải tiết lộ trước tin tức này cho ban lãnh đạo bắc cảng thằng cha này lười chẳng muốn tới chỗ hạng thành nói cho nên hắn mới tìm tới hứa song kỳ một là tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của hứa song kỳ hai là đoán chắc hứa song kỳ sẽ báo cáo lên cấp trên Trương Dương rất hiểu hứa song kỳ, hứa song kỳ đúng là ngay lập tức báo cáo chuyện Kiều Mộng Viện đến Tân Hải phụ trách công tác chiêu thương cho Hạng Thành. Hạng Thành nghe thấy tin tức này thì cảm thấy có chút bất khả tư nghị, một người chưa bao giờ tổng chính, tới Tân Hải đã được giao trọng nghiệp, nhưng y lập tức nghĩ thấu sự ảo diệu trong đó. Trương Dương đang thành lập một nhánh quân đặc quyền trong phạm vi quản hạt của hắn, một giới do đám con cái cán bộ cao cấp này hình thành không thể khinh thường, nếu vứt bỏ bối cảnh và quan hệ phía sau bọn họ thì Hạng Thành tất nhiên sẽ không để đám tiểu bối này vào mắt, nhưng một khi tổng hợp tất cả nhân tố lại thì lực lượng của những người này khá cường đại. Chương 1742, Chủ tính tương lai 2. Hạng Thành ý thức được Trương Dương đang không ngừng gia tăng thực lực bản thân, mà Tân Hải cũng đang biểu hiện ra tính độc lập chính trị càng ngày càng mạnh, đang từng chút thoát ly sự khống chế của y. Hạng Thành đã thừa nhận sự tồn tại của thế lực này cũng không thể không tiếp thụ loại thay đổi này, đối với y mà nói, vấn đề quan trọng nhất trước mắt không phải là Trương Dương, mà là tưởng Hồng Cương, phó bí thư thị ủy tưởng Hồng Cương đang lợi dụng biến hóa bên trong thế cục Bắc Cảng để ý đầu nhân loạn dựng thế, mục đích của hắn rất rõ ràng, giành lấy vị trí của mình, đương nhiên trước mắt vị trí của hạng thành rất kiên cố, bất kỳ ai trong lúc y tại nhiệm cũng không thể thay thế y, nhưng y có thể thuận lợi giao chức bí thư thị ủy cho cung Hoàn Sơn hay không thì hiện tại đã chờ. Nên càng ngày càng khó đoán thậm chí ngay cả bản thân Hạng Thành cũng không nắm chắc. Trước đây Hạng Thành cũng không cho rằng tưởng Hồng Cương có bao nhiêu ưu thế trong cạnh tranh, nhưng từ sau khi tỉnh trưởng Chu Hưng dân tới khảo sát, Hạng Thành đã thay đổi cái nhìn lúc trước, tưởng Hồng Cương đang tìm cơ hội, mà Chu Hưng dân thân là lực lượng tân sinh trong chính đàn Bình Hải, y thế tất sẽ tổ khiến một đoàn chính trị lấy y làm trung tâm, nếu tưởng Hồng Cương bị y nhìn chúng, như vậy đối với Cung Hoàn Sơn mà nói thì có nghĩa là bất hạnh. Cung Hoàn Sơn rất nghe lời, trong công tác với mình mấy năm nay vẫn rất cẩn trọng, Hạng Thành rất yên tâm giao sự nghiệp của Bắc Cảng cho một người như vậy. Y tin Cung Hoàn Sơn sau khi thượng vị sẽ kéo dài cách làm của mình, chứ không phải là vội vàng phủ định mình. Tưởng Hồng Cương nếu thượng vị, như vậy chuyện thứ nhất mà hắn làm chỉ sợ sẽ không phủ định mình. Hạng Thành tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bảo vệ Cung Hoàn Sơn cũng chính là bảo vệ điểm mấu chốt chính trị của y. Hạng Thành đồng ý cắt toàn bộ góc thương gia cho Tân Hải, đáp ứng cấp xuống 200 triệu không phải là y làm ra nhượng bộ trước sự cường thế mà Trương Dương không ngừng biểu lộ ra, mà là Hạng Thành đã bắt đầu ý thức được trong chính đàn Bắc Cảng đã nổi sóng ngầm, y không còn quá nhiều tinh lực để lo đối phó cả hai người Trương Dương và Tưởng Hồng Cương. Hai chuyện mà Tưởng Hồng Cương đề xuất trên cuộc họp thường ủy, cho thấy giữa hắn và Trương Dương đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó trong chính trị. Nếu hai người này một khi hình thành công thủ đồng minh, như vậy đối với Hạng Thành thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Với tình trạng trước mắt của Hạng Thành, hắn cũng không thích hợp tác chiến song tuyến, đối mặt với liên minh chính trị có thể hình thành, phương pháp tốt nhất chính là đánh tan từng bên một, quyết định hạng thành phải có trọng điểm, y và Trương Dương tuy rằng không ngừng giao phong, nhưng đấu tranh giữa hai người chưa bao giờ công khai, nhưng không hề gai cấn, hơn vấn đề mấu chốt là. Hiện tại Trương Dương nhuệ khí 10 phần, khí thế như cầu vòng, hạng thành đấu với hắn đi không hề có ý nghĩa, cắt góc thương gia cho hắn đã biểu lộ thái độ của hạng thành. Hạng Thành đã không để ý tới lợi ích chính trị của Tân Hải, y có thể từ bỏ Tân Hải, nhưng y không thể từ bỏ Bắc Cảng, tưởng Hồng Cương muốn thừa dịp loạn quật khởi, muốn liên hợp với Trương Dương để quấy rối bộ thự chính trị của mình, hạng thành sẽ không tùy tiện để chuyện này phát sinh. Có câu là trừ ngoài trước tiên phải an trong, hiện giờ sóng ngầm bên trong thế cục của Bắc Cảng bắt đầu khởi động, tùy thời đều có thể giấy lên cơn sóng gió động trời, hạng thành không dám lơ là, y tuy rằng đã lựa chọn cung hoàn sơn tiếp nhiệm. Nhưng y càng lúc càng không có lòng tin với năng lực chính trị của Cung Hoàn Sơn, y không thể xác định chỉ bằng vào năng lực của cung Hoàn Sơn là có thể chiến thắng được tưởng Hồng Cương. Nếu y không ra tay, cung Hoàn Sơn rất có khả năng sẽ trở thành bại tướng dưới tay tưởng Hồng Cương. Hạng thành gọi tưởng Hồng Cương vào văn phòng của mình, tưởng Hồng Cương gần đây rõ ràng là rất vững dạ. Ở trước mặt hạng thành tuy rằng vẫn duy trì sự tôn kính nên có, nhưng trong ánh mắt hắn đã không tìm thấy được sự khiêm cung ngày xưa. Khiêm cung là để giành lấy thiện cảm của đối phương, từng có một lần tưởng Hồng Cương hy vọng bí thư hạng có thể đạt bằng cán cân chính trị, cho hắn và cung Hoàn Sơn cơ hội cạnh tranh công bình, nhưng mấy năm ngủ đông và nhường nhịn không hề đổi lấy được bất kỳ sự yêu ái nào của hạng thành. Tưởng Hồng Cương không khỏi cảm thấy lạnh lòng, không bùng nổ trong trầm mặc thì sẽ bị diệt vong trong trầm mặc. Tưởng Hồng Cương không cam lòng vĩnh viễn phải đóng vai phụ trong sân khấu chính trị của Bắc Cảng, hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, hiện giờ hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng, thần thoại chính trị và quyền lực tuyệt đối của hạng thành ở Bắc Cảng lần lượt bị Trương Dương đánh tan, lần lượt bị Trương Dương khiêu chiến, tất cả mọi người trong thể chế Bắc Cảng đều ý thức được, Bắc Cảng hiện giờ. Bí thư hạng cuối cùng cũng không thể nhất hô bá ứng được nữa, phần sáng nhân vật chính của y trong thể chế cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng mờ nhạt dần, sau một năm, nhất định sẽ là ảm đạm mờ mịt, tỉnh trường Chu Hương Dân đến khiến mọi người thấy rõ một sự thật, vua nào triều thần nấy, tương lai Bắc Cảng sẽ như thế nào không ai có thể là chúa tể, quyền quyết định chân chính không nằm trong tay hạng thành mà là ở thượng tầng. Tưởng Hồng Cương bắt đầu trở nên tích cực chủ động, tuy rằng hắn trước đây vẫn luôn lặng lẽ chạy phía sau cung Hoàn Sơn, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ trận đấu, mắt thấy trận đấu sắp đi vào lúc quyết định thắng thua, tưởng Hồng Cương cuối cùng cũng không thể trầm mặc nữa, hắn bắt đầu phấn khởi tiến lên, hắn muốn thử vượt qua đột thử ở lượt chạy cuối cùng này. Giữa hạng thành và tưởng Hồng Cương chưa bao giờ có trao đổi công bằng, tưởng Hồng Cương rất thông minh, hiểu được nắm bắt đúng mực, minh bạch mình không thể tiến vào trong trận doanh của hạng thành, cho nên cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách thích hợp. Hạng thành không thích người đầu óc quá phức tạp, tưởng Hồng Cương ở trong mắt y không có hậu đạo bằng cung hoàn sơn, người như vậy tất nhiên không đáng được y tín nhiệm. Tưởng Hồng Cương cung kính gọi một tiếng bí thư hạng. Hạng thành cười nói, ngồi đi, gần đây hạng thành quả thực đã xảy ra một số thay đổi, sự thay đổi này biểu hiện trực tiếp trên mặt, Nụ cười trên mặt y tựa hồ biến thành nhiều hơn, trong sự đọc giải của Tưởng Hồng Cương chính là Hạng Thành dần dần đã thoát khỏi ám ảnh từ lần trước Chu Hưng dân tới khảo sát, y lại tìm về được cảm giác của người đứng đầu Bắc Cảng. Tưởng Hồng Cương sau khi ngồi xuống thì lễ phép hỏi, "Bí thư Hạng tìm tôi có chuyện gì?" Hạng Thành nói, "Là như thế này, cuối tháng tỉnh lý có hội nghị xây dựng tăng cường trong đảng, sức khỏe của tôi gần đây không được tốt lắm, chẳng muốn đi đâu cả, chỉ có thể làm phiền anh đi một chuyến." tưởng hồng cương vốn định mùng một tháng năm tới đông giang lần này tới đông giang là có mục đích một là để tham gia hôn lễ của em gái trương dương trương dương tuy rằng không phát thiệp mời cho hắn nhưng tưởng hồng cương nhất định phải tới tham dự thứ hai là chuẩn bị tìm cơ hội gặp mặt với mấy vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh lý thông qua trao đổi để tăng tiến một chút tình cảm tưởng hồng cương nói được rồi tôi sẽ đi hạng thành thở dài nói anh tới đông giang tốt nhất đi tìm tỉnh trưởng chu trao đổi một chút lần trước y tới bắc cảng sự không hài lòng đối với công tác tiếp đãi của chúng ta có thể sẽ để lại một số ấn tượng không tốt với y." Tưởng Hồng Cương vừa gật đầu vừa thầm nghĩ, Hạng Thành nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ y nhìn ra mình muốn tăng tiến giao lưu với tỉnh trưởng Chu, cho nên mới cố ý nói như vậy ư? Hắn mỉm cười nói, "Bí thư Hạng, tỉnh trưởng Chu bận như vậy, chưa chắc có thời gian gặp tôi." Hạng Thành nói, "Rồi sẽ có cơ hội, sức khỏe của tôi càng ngày càng kém, gần đây tự dưng liền bắt đầu mệt mỏi." về sau chuyện trong phương diện công tác anh và Hoàn Sơn phải thay tôi lo liệu nhiều hơn. Tưởng Hồng Cương trong lòng nghiền ngẫm ý tứ của hạng thành, ngoài miệng thì nói, bí thư hạng, ngài có thể là gần đây làm việc vất vả quá, hay là nhân dịp mùng một tháng năm an dưỡng một chút, thuận tiện kiểm tra thân thể toàn diện. Hạng thành nói, tôi cũng có ý định này, về sau phải vất vả cho các anh giỏi. nói đến cũng mau thật, tôi cũng chỉ còn một năm thời gian ngồi trên vị trí này nữa thôi, đoạn thời gian này, các anh cần phải làm quen với công tác, tranh thủ hoàn thành kết nối chặt chẽ với tôi. Những lời này của hạng thành nói vô cùng mơ hồ, tưởng Hồng Cương đương nhiên sẽ không hiểu lầm ý tứ của y, tuyệt không tin hạng thành sẽ đột nhiên thay đổi lề lối giao vị trí cho mình. Hạng thành nói những lời này, 89 phần 10 là muốn xem phản ứng của nhìn hắn. chương 1743, Chủ tính tương lai 3 Chút đạo hạnh này tưởng Hồng Cương vẫn phải có, nụ cười trên mặt vô cùng bình tĩnh, giống như những lời này của hạng thành không hề liên quan tới mình. Từ sau khi trên cuộc họp thường ủy thay Trương Dương đề xuất hai chuyện đó, tưởng Hồng Cương chẳng khác nào trước mặt mọi người khởi xướng khiêu chiến với hạng thành. Vốn hắn đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón một hồi bão tố, nhưng không ngờ hạng thành rất thản nhiên đồng ý đề nghị của hắn. Thủ pháp của hạng thành tràn ngập vị đạo lấy nhu thắng cương, khiến một kích đã tích tụ rất lâu của tưởng Hồng Cương không có chỗ phát lực. Hiện tại hạng thành có phải cũng muốn dùng biện pháp đồng dạng để ứng đối với mình hay không? tưởng hồng cương đã vô số lần cân nhắc tới trận cạnh tranh của mình và cung hoàn sơn bình tĩnh mà xem xét tưởng hồng cương cũng không cho rằng cung hoàn sơn là đối thủ của mình cung hoàn sơn sở dĩ chiếm ưu thế hắn so với mình là vì cung hoàn sơn có nhân mạch hạng thành thích hắn muốn thay thế vị trí của cung hoàn sơn trong cảm nhận của hạng thành cũng không dễ dàng tưởng hồng cương cho rằng hạng thành sở dĩ ủng hộ cung hoàn sơn là vì cung hoàn sơn có thể đại biểu cho lợi ích của chính trị của y mà điểm này mình không làm được nếu đơn thuần hóa chính trị đến góc độ lợi ích thì hạng thành đương nhiên muốn chọn một người có lợi đối với mình. Nếu nói trong phạm vi của Bắc Cảng, Tưởng Hồng Cương trong đối lập với Cung Hoàn Sơn trường kỳ bị khốn ở thế yếu, cho đến lúc Trương Dương xuất hiện, quấy rối cục diện chính trị của Bắc Cảng, Tưởng Hồng Cương mới nhìn thấy cơ hội nổi dậy của mình, có thể chiến thắng được Cung Hoàn Sơn hay không thì mấu chốt ở thượng tầng, Tưởng Hồng Cương vì thế đã chuẩn bị cả hai tay, thứ nhất, cố gắng đạt thành ăn ý với Trương Dương, thậm chí hình thành liên minh một khi có lợi ích chính trị chung với Trương Dương, như vậy Trương Dương sẽ toàn lực ủng hộ mình. Thứ hai, tìm kiếm cơ hội tiếp cận Chu Hưng Dân, mấu chốt hướng đi của cục diện chính trị Bắc Cảng không ở nội bộ, mà là ở thượng tầng, nếu mình có thể đạt được sự công nhận của Chu Hưng Dân, như vậy mình không nghi ngờ gì nữa sẽ nắm chắc phần thắng trong tương lai. Tưởng Hồng Cương sở dĩ không tính toán bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh vào trong, là vì hắn cho rằng Tống Hoài Minh hoàn toàn có thể tính toán trong nhân tố của Trương Dương, chỉ cần nắm được Trương Dương, chẳng khác nào nắm được bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Nhưng Tưởng Hồng Cương không hề có lòng tin quá lớn đối với Trương Dương, mâu thuẫn giữa Trương Dương và Hạng Thành, vốn là đấu tranh quyền lực hành chính giữa Bắc Cảng và Tân Hải, hiện giờ Hạng Thành đã chủ động nhượng bộ, nói cách khác đấu tranh quyền lực giữa bọn họ đã dần dần bình tĩnh lại, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Trương Dương chính là xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho dù thằng cha này có tinh lực dùng mãi không hết thì hắn liệu có hứng thú tham gia vào đấu tranh quyền lực cao nhất của thành phố Bắc Cảng hay không thì vẫn chưa biết chắc. Tưởng Hồng Cương nhìn rất thấu một điểm, hắn và Cung Hoàn Sơn bất kể là ai thượng vị thì cũng chẳng ai làm gì được Trương Dương. Nếu Trương Dương mang suy nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, như vậy hắn chưa chắc có thể sóng vai chiến đấu cùng Trương Dương. Ở sâu trong lòng Tưởng Hồng Cương, hắn cũng không hy vọng hạng thành và Trương Dương xuất hiện trạng thái dịu đi trước mắt hắn kỳ vọng mâu thuẫn giữa hạng thành và trương dương càng sâu càng tốt, nếu không tìm thấy lợi ích chung, vậy thì phải tìm được kẻ địch chung. Không thể trở thành minh hiếu vậy thì trở thành chiến hiếu, sự nhượng bộ của hạng thành đã biểu hiện ra sự già dặn của y trong chính đàn một cách rất đầy đủ, thành công làm dịu quan hệ đang khẩn trương giữa y và trương dương. Tưởng Hồng Cương vốn là một người khéo léo, hắn lập tức ý thức được hạng thành chủ động làm dịu quan hệ với Trương Dương mục đích là để tránh hai mặt thụ địch, Thậm chí dự cảm được Hạng Thành rất có thể sẽ chuẩn bị ra tay đối phó mình. Bước lên càng cao trong thể chế, mỗi một phán đoán đều cần rất cẩn thận, cho dù là một sai lầm nhỏ bé cũng có thể chôn vùi tất cả sự vất vả và cố gắng của anh trước đó. Tưởng Hồng Cương nói, "Bí thư Hạng, chúng tôi còn có rất nhiều điều phải học tập ngài, nói thật lòng, hiện tại cho dù ngài giao Bắc Cảng cho tôi, tôi cũng không có năng lực để quản lý tốt nó." Hạng Thành thầm cười lạnh trong lòng, "Giao cho anh, nghĩ cũng hay nhỉ." những lời này nói không sai, anh chỉ sợ không có năng lực này. Hạng Thành nói, Hồng Cương à, điều anh phải làm là học tập người trẻ tuổi ấy. Nhìn Trương Dương kia kìa, tuy rằng không có bao nhiêu kinh nghiệm quản lý, nhưng người ta chính là có lòng tin và dũng khí đảm đương trọng tách. Tôi không phải nói một mình anh, tôi nhìn thấy rất nhiều quan viên chung quanh, thời gian lăn lộn trong quan trường càng lâu thì làm việc trở nên càng cẩn thận. Chuyện gì cũng phải cân nhắc đã rồi mới làm, thật ra làm quan cũng cần phải xung động. Một quan viên mất đi xung động thì sao có thể làm tốt công tác? Tưởng Hồng Cương gật đầu, lộ ra vẻ khiêm tốn tiếp thu, nhưng trong lòng lại không phục, xung động cũng phải xây dựng trên cơ sở chỗ dựa, tôi đây sống dưới cái bóng của anh, anh bảo tôi xung động, tôi nếu biểu lộ ra bất kỳ sự xung động nào, chỉ sợ anh sẽ vội vàng đâm tôi một phát thấu xương. Giao phong giữa Hạng Thành và Tưởng Hồng Cương bản thân đã thiếu xung đầu, hai người tựa như luyện đẩy tay thái cực, anh đẩy tôi đỡ muốn nhìn thấy cảnh từng quyền đến thì căn bản là nằm mơ, lộ số suốt chiêu của chính trị gia suốt thân chơi âm mưu tất nhiên là như vậy, ngoài mặt thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì lại đau nào cũng thấy máu. Tưởng Hồng Cương cười nói, trên người Trương Dương quả thực có rất nhiều thứ đáng để học tập, so sánh với hắn thì chúng ta đều già rồi. Hắn đang uyển chuyển phản kích Hạng Thành, anh đừng chỉ nói tôi, anh cũng chẳng có xung động gì đâu. Hạng Thành cười cười gật đầu, Gần đây Trương Dương đang thành lập một đoàn đội quản lý trẻ tuổi cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tôi vừa nghe nói, con gái của Bí Thư Kiều cũng bị hắn mời đến Tân Hải, phụ trách công tác chiêu thương. Tưởng Hồng Cương vẫn chưa biết tin tức này, có chút ngạc nhiên nói con gái của Bí Thư Kiều Á. Hạng Thành nói còn có ai nữa, chính là Bí Thư Bình Hải tiền nhiệm đấy. Tưởng Hồng Cương thầm than quả nhiên là nhân sinh đến vận mệnh bất đồng, Trương Dương làm kiểu gì hay vậy, Bí Thư Thị ủy Lam Sơn, Thính trưởng Thính Công An Công, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, con cái của những người này tất cả đều bị hắn chiêu nạp dưới trướng, khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải quả thực thành trường học bồi dưỡng của con cái cán bộ cao cấp rồi, về sau ai còn dám làm khó khu bảo lưu thuế nhập khẩu nữa. Hạng Thành nói, hy vọng những người tuổi trẻ này có thể làm tốt công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Bắc Cảng cần một điểm sáng mới để trở thành danh thiếp của thành thị chúng ta. Tưởng Hồng Cương cười nói, Trương Dương vẫn có chút năng lực. Lúc 6 giờ, Trương Dương tới nhà khách thị ủy không đợi hắn gõ cửa, Kiều Mộng Viện đã mở cửa phòng, cô ta vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đã thay áo khoác, một nhà triết học nào đã nói, con gái ăn mặc thường theo tâm trạng, gần đây tâm tình của Kiều Mộng Viện đều rất xấu, không trang điểm phấn son nhưng lại có một loại vận vị thanh thuần. Trương Dương cười nói, sao biết tôi đến? Kiều Mộng Viện đội mũ áo lên, hai tay đút vào trong túi áo, nói khẽ, đã nói là 6 giờ mà, anh nếu không tới đúng giờ thì tôi một mình ra bờ biển dạo. Trương Dương nói, hôm nay gió to lắm, thôi đừng ra bờ biển. Kiều Mộng Viện nói, không sao, tôi vẫn muốn đi. Người tới dưới lầu, Trương Dương vốn định lái xe, nhưng Kiều Mộng Viện đề nghị, đi bộ đi, tôi muốn tìm hiểu về Tân Hải. Trương Dương và Kiều Mộng Viện sóng vai đi trên ngã tư đường Tân Hải, nhà khách thị ủy cách bờ biển khoảng một cây em, 6 giờ đúng vào lúc tan tầm, người đi đường rất nhiều, nhưng không có ai chú ý tới vị bí thư thị ủy Trương Dương này cũng đang đi trong dòng người sau khi trương dương tới tân hải trước hết nắm lấy bộ mặt thành phố thông qua một đoạn thời gian chỉnh đốn toàn bộ nội thành tân hải đã không còn thấy hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường nội thành được sửa mới hoàn toàn trước mắt xanh hóa đường hải cảng cũng đã hoàn thành toàn bộ hai bên đường cây xanh chi chít cứ mỗi một góc ngã tư đường còn có thể nhìn thấy mảng lớn xanh hóa thành thị đèn đường tiết kiệm năng lượng cũng đã trang bị xong toàn bộ tới gần bãi biển người đi đường giảm bớt sự yên tĩnh đặc biệt của một thành phố nhỏ lại được thể hiện ra Kiều Mộng viện rất thích cảm giác nhàn nhã như vậy, cô ta ngẩng đầu, nhìn mặt biển ở phương xa, nói khẽ, biện pháp tốt nhất để tìm hiểu một thành thị chính là dùng hai chân của anh để đo đạc nó. Trương đại quan nhân nói, lời này nghe rất quen tai, hình như có một câu nói thế này, biện pháp tốt nhất để tìm hiểu một nam nhân chính là dùng hai tay cô để đo đạc anh ta. Chương 1744, mưa gió nổi lên một. Mặt Kiều Mộng viện nóng lên, Thằng cha này vĩnh viễn không nghiêm chỉnh như vậy, lời này tràn ngập thành phần khiêu khích và đùa giỡn, Kiều Mộng Viện không để ý đến hắn, chỉ coi lời hắn như gió thoảng bên tai. Bước chân nhanh hơn một chút, bỏ Trương Đại Quan Nhân lại phía sau. Trương Đại Quan Nhân đi nhanh theo, "Này, có đủ thời gian để đo đạc đất Tân Hải mà, đừng nóng vội." Kiều Mộng Viện nói, "Trương Dương, trong đầu anh cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?" Trương Đại Quan nhân giả vờ trầm tư, nghĩ làm thế nào để người mà tôi quan tâm được sống vui vẻ. Kiều Mộng Viện dừng chân trên bờ cát, anh không chi phối được đâu, anh thậm chí ngay cả vận mệnh của chính anh còn không chi phối được thì sao quan tâm được tới sự vui vẻ của người khác. Trương Dương nói, Mộng Viện, thật ra con người ta hoàn toàn có thể sống thoải mái một chút, không cần thiết cứ phải tạo áp lực quá lớn cho mình, nhân sinh quan của tôi chính là sống tốt hôm nay, sống tốt đời này, không nghĩ gì khác, không hỏi gì khác nhân sinh chỉ có trăm năm ngắn ngủn, trong thời gian hữu hạn tôi cố gắng đi tìm khoái hoạt lớn nhất. Kiều Mộng Viện nói, tôi thật sự là hoài nghi anh sao lên làm bí thư thị ủy được, với giác ngộ này của anh, ngay cả người dân bình thường cũng không bằng. Trương Dương cười nói, bí thư thị ủy thì sao? Bí thư thị ủy cũng từ người dân mà ra thôi, tôi chính là người dân, tôi có hỉ nộ ái ố, tôi cả đời này cũng không thể làm được quan lão ra cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian không khỏi cười nói tôi vẫn kiên trì cho rằng anh không thích hợp làm quan một chút cũng không thích hợp trương dương nói đối với tôi mà nói thì làm quan là một loại tu hành chờ tôi tu hành viên mãn rồi có gọi tôi là ông nội tôi cũng chẳng làm nữa kiều mộng viện trợn mắt lườm hắn trương dương cười nói tôi cũng không có ý bảo cô gọi tôi là ông nội kiều mộng viện gắt ngứa miệng à trương dương nói đói bụng rồi con người tôi một khi đói là nói đặc biệt nhiều Hắn chỉ chỉ ra xa, bên kia có đồ nướng hải sản, chúng ta tùy tiện ăn chút gì đó đi. Kiều Mộng Viện nói, ăn đồ đó là không tốt cho sức khỏe nhất. Trương Dương cười nói, người còn sống đừng có cẩn thận như vậy, thật ra trên đời này thứ không tốt cho sức khỏe nhất đó chính là tư tưởng của con người, đồ nướng so sánh với tư tưởng thì thuần khiết hơn, khỏe mạnh hơn nhiều. Kiều Mộng Viện cười nói, chẳng liên quan gì tới nhau cả đồ nướng và tư tưởng sao có thể kéo lại cùng một chỗ. Trương Dương nói, tại sao lại không? Đồ nướng cần trải qua khảo nghiệm của than lửa mới có thể biến thành mỹ thực thơm ngon, không đủ lửa thì sống, nướng lâu quá thì khô. Tư tưởng cũng phải được khảo nghiệm thực tiễn, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới là tư tưởng cách mạng. Kiều Mộng Viện thán phục, anh cũng đừng khoe khoang lý luận đồ nướng của anh nữa, thực tiễn xuất phát từ hiểu biết chính xác, anh cứ nướng tốt đồ nướng rồi sau đó hãng lên tới tư tưởng. Tiêu chuẩn đồ nướng của Trương Đại Quan Nhân vẫn không tồi ít nhất cũng được kiều mộng viện công nhận bóng đêm bất tri bất giác bao phủ bãi biển này hai người tán gẫu thật sự rất vui vẻ từ sau khi qua đời qua đời kiều mộng viện vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thoải mái như vậy cô ta cuối cùng cũng tìm được cảm giác thoải mái thiết thở có lẽ áp lực mà cô ta tạo cho mình hơi lớn một chút người sống trên đời này đơn giản mới là thật kiều mộng viện quyết định thay đổi cách sống giống như trương dương coi quan trường trở thành một nơi tu hành không biết lần tu hành này có thể cho xóa tan đi phiền não của cô ta hay không. Không phải mỗi người đều coi quan lộ là một hồi tu hành, trong mắt tưởng Hồng Cương, sĩ đồ của mỗi người đều là một lịch sử chiến tranh, mà hiện tại hắn muốn khai hỏa trận chiến tranh này. Trong sinh mệnh của tưởng Hồng Cương có một người cực kỳ quan trọng, lão bạn học, lão bằng hữu đinh cao sơn của hắn. Tưởng Hồng Cương khi có suy nghĩ gì, có quyết định trọng đại gì thì luôn sẽ cùng thương lượng với Đinh Cao Sơn. Đinh Cao Sơn toàn lực ủng hộ tưởng Hồng Cương cạnh tranh trước bí thư thị ủy Bắc Cảng, nếu có thể thành công, là bằng hữu tốt nhất của tưởng Hồng Cương, hắn không nghi ngờ gì nữa trong tương lai cũng sẽ có được lợi ích khôn lường. Đinh Cao Sơn luôn xem trọng tiền cảnh chính trị của tưởng Hồng Cương, hắn hiểu tưởng Hồng Cương. Hiểu rõ năng lực của tưởng Hồng Cương, cũng biết giá tâm và khát vọng của hắn, sự ủng hộ của Đinh Cao Sơn đối với tưởng Hồng Cương tuyệt đối không giới hạn trong ngôn ngữ, hắn sẽ đổi thành hành động, biết tưởng Hồng Cương sắp tới Đông Giang, đinh cao sơn lập tức đưa ra một quyết định tôi và anh cùng đi tưởng hồng cương cười nói anh đi làm gì đinh cao sơn nói em gái trương dương kết hôn tôi nói sao cũng phải tới hắn đã từng tham gia hôn lễ của con gái tôi lễ thượng vãng lai về tình về lý tôi đều phải đi một chuyến tưởng hồng cương nói cao sơn à trương dương đến bây giờ ngay cả thiếp cũng không gửi cho tôi anh đi như vậy liệu có mạo muội không đinh cao sơn mỉm cười nói lễ nhiều người không trách Trung Quốc chúng ta từ xưa đã chính là như vậy, tôi tới đi tham gia hôn lễ của em gái hắn đã là nể mặt hắn rồi, có điều lần này cũng không chỉ là đi về chuyện này, tôi là cùng đi với người bạn cũ là anh mà." Tưởng Hồng Cương nói, "Cao Sơn à, không cần đâu." Đinh Cao Sơn nói, "Rất gần, Hồng Cương, chúng ta là bằng hữu nhiều năm như vậy, tình bạn này rất đáng quý, anh nghĩ gì thì trong lòng tôi minh bạch." Tưởng Hồng Cương cười cười, không nói gì, Đinh Cao Sơn thực sự là rất hiểu con người hắn. Đinh Cao Sơn nói, tôi tuy rằng không phải người trong quan trường, nhưng vẫn hiểu biết một số quy tắc trong đó, muốn bước lên được thì một là phải có bối cảnh, hai là phải có quan hệ, nếu hai phương diện này đều không có thì phải dựa vào tiền. Tôi đương nhiên biết, trên thế giới này rất nhiều chuyện không phải cứ còn tiền là làm được, nhưng cái thứ tiền này ít nhất cũng có thể giúp lót đường. Tưởng Hồng Cương nói, Cao Sơn, thật sự là không cần mà, tâm ý của anh tôi hiểu. Đinh Cao Sơn nói, yên tâm đi, tôi biết phải làm như thế nào lần này tôi tới Đông Giang cũng sẽ không đi theo anh, lão quách mồng một tháng năm cũng về Đông Giang, tôi đi thăm bạn học, có mỗi số quan hệ cũng cần phải đi. Tưởng Hồng Cương gật đầu, chủ nhiệm ban chú Kinh Bình Hải Quách Thụy Dương và bọn họ đều là lão bạn học, Quách Thụy Dương cũng có một số quan hệ ở tỉnh Lý, Đinh Cao Sơn lần này tới là để giúp mình khơi thông quan hệ, nghĩ đến đây, tưởng Hồng Cương trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Đinh Cao Sơn đổ chuông, hắn cầm điện thoại, lại là em trai đinh cao thăng gọi tới sau khi nghe xong đinh cao sơn không khỏi nhíu mày hắn nói khẽ tại sao có thể như vậy thôi cứ kệ họ tưởng hồng cương nghe ra hắn hình như xảy ra chuyện chờ sau khi đinh cao sơn gác điện thoại mới hỏi có phải gặp phiền toái gì hay không đinh cao sơn cười nói ở bắc cảng này thì có thể có phiền toái gì chứ chuyện nhỏ thôi không cần anh phải ra mặt đâu tưởng hồng cương gật đầu gần đây chị an bắc cảng không tốt lắm mấy ngày trước con trai viên hiếu thương bị người ngang nhiên bắt cóc, nếu không phải Trương Dương ra tay thì chỉ sợ chuyện ẩm ý lên rồi. ninh Cao Sơn nói, gần đây tình thế của bác cảng có chút không ổn, huynh đệ viên ra thay nhau gặp chuyện không may, tôi cảm giác sau lưng việc này chắc là có người phá rối. Tưởng Hồng Cương nói, thời đại hiện giờ, bất kể làm quan hay làm ăn đều phải cẩn thận, con người ta sống đúng là không dễ dàng gì. Đinh Cao Sơn cười nói, anh còn có tiền đồ tốt, chỉ cần nghiêm túc kinh doanh thì trên thế giới này không có chuyện gì là không làm được. Tưởng Hồng Cương nhìn đồng hồ, tôi phải đi rồi. Đinh Cao Sơn giữ Tưởng Hồng Cương ở lại ăn cơm, Tưởng Hồng Cương uyển chuyển từ chối, hắn đã đáp ứng phải về nhà ăn cơm chiều. Tưởng Hồng Cương đi không lâu thì Đinh Cao thăng về nhà, vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ khẩn trương, đại ca. Đinh Cao Sơn bảo hắn đóng cửa thư phòng lại rồi nói, làm sao vậy? Có gì mà gấp thế? Đinh Cao Thăng nói, một thuyền hàng hóa tất cả đều bị hải quan kiểm tra và thu giữ rồi, cái tên hỗn đản Mai Thiên Hà không phải là người, bình thường chúng ta cho hắn không ít lợi ích, vậy mà thằng chó này giờ lại trở mặt không nhận được, biết rõ là hàng của chúng ta mà con mẹ nó còn làm vậy. Đinh Cao Sơn chừng mắt lườm hắn một cái, mày hò hét cái gì? Chuyện có bao lớn đâu, người khác tra những hàng hóa này là việc công, Mai Thiên Hà thân là lãnh đạo của Ban phòng chống buôn lậu trên biển phát hiện không đúng thì đương nhiên muốn giam hàng rồi. Đinh Cao Thăng nói, nhưng hắn hành động thì cũng phải báo trước một tiếng chứ. Không nên chơi như vậy, may mà chúng ta tính toán chu đáo, nếu chỗ hàng này mà bị tra tới chúng ta thì phiến phức to rồi. Đinh Cao Sơn nói, xảy ra chuyện thì trước tiên đừng vội trách người khác, trước tiên phải tìm nguyên nhân từ trên người mình. Di động của hắn đổ chuông, Đinh Cao Sơn ra hiệu, bảo Đinh Cao Thăng đừng lên tiếng, bắt máy rồi nói, mai đội, có gì chỉ giáo chương 1745, mưa gió nổi lên thai. Đinh Cao Thăng nghe ra là Mai Thiên Hà gọi điện thoại tới, miệng lầm bầm mắng, đương nhiên giọng nói nhỏ đến nỗi cơ hồ ngay cả chính hắn cũng không nghe thấy. Đinh Cao Sơn sau khi nghe xong thì vẻ mặt lộ ra có chút ngưng trọng, sau khi dập máy, Đinh Cao Thăng không nhịn được hỏi tên khốn đó nói gì. Đinh Cao Sơn nói, viên hiếu công tử mình hạ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chấp hành. Đinh Cao Thăng tức giận nói, hắn dựa vào gì, Đinh Cao Sơn lạnh lùng nói, lập tức tìm người gánh chuyện này, tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh gần đây. Đinh Cao Thăng nói, viên hiếu công căn bản chính là lấy việc công làm việc tư, ai chẳng biết mấy huynh đệ mấy đều không sạch sẽ, hắn muốn cha thì vì sao không đi mà cha huynh đệ của hắn. Đinh Cao Sơn nói, dân không đấu lại quan, quyền lực ở trong tay người ta, người ta có thể làm như vậy, mày phải cúi đầu, phải chịu phục. Đinh Cao Thăng nói, anh, Đinh ra chúng ta và viên gia bọn họ trước giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, hắn vì sao muốn đâm chúng ta một đao. Đinh Cao Sơn nheo mắt lại, tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, gần đây viên hiệu nông và viên hiếu thương liên tiếp gặp chuyện không may, bọn họ chắc hẳn là tính món nợ này lên đầu chúng ta. Đinh Cao Thăng ngạc nhiên nói, anh, nhưng chúng ta căn bản là không làm mà. Đinh Cao Sơn nói, viên gia và chúng ta trong kinh doanh tồn tại nhiều chỗ vướng nhau, có lẽ bọn họ cho rằng chúng ta muốn cướp sinh ý của bọn họ, gây nguy hiểm cho lợi ích của bọn họ. Đinh Cao Thăng nói, vẫn luôn là họ cướp mà, trước giờ xe trộm đều là chúng ta lo, nhưng viên hiệu nông lại chen ngang, anh không phải là cũng bảo em nhìn chứ. Đinh Cao Sơn nói, chuyện này vô cùng kỳ quái, nhất định phải bình tĩnh, tha rằng chịu chút thiệt nhỏ, chứ không thể phạm sai lầm mù quáng. Trương Dương trên cuộc họp thường ủy thành phố Tân Hải tuyên bố một loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ, trong đó bao gồm chính thức bổ nhiệm Thường Hải Thiên đảm nhiệm chức phó bí thư Đảng công ủy khu bảo lưu thuế nhập khẩu thành phố Tân Hải, tuy rằng là phó chức nhưng chức bí thư vẫn chưa được lập, chẳng khác nào Thường Hải Thiên vẫn là người đứng đầu, ở bộ chỉ huy xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu hiện tại, Thường Hải Thiên nắm hết quyền lực, điều này cũng đã thể hiện rõ sự tín nhiệm của Trương Dương đối với hắn. Trong việc bổ nhiệm Kiều Mộng Viện thì Trương Dương cũng chọn dùng sách lược đồng dạng, bổ nhiệm Kiều Mộng Viện là phó chủ nhiệm ban chiêu thương thành phố Tân Hải. Ban chiêu thương thành phố Tân Hải vẫn chưa được thành lập chính thức, công tác chiêu thương tuy rằng chưa từng dừng lại, nhưng hạ văn bản thiết lập cơ cấu rõ ràng vẫn là lần đầu, ban chiêu thương trước mắt chỉ có một vị phó chủ nhiệm chính là Kiều Mộng Viện, về phần tổ kiến đoàn đội trong tương lai thì cũng do Kiều Mộng Viện toàn quyền phụ trách. Các thường ủy sau khi Trương Dương tuyên bố bổ nhiệm thì không có bất kỳ ai đề xuất dị nghị gì, Thường Hải Thiên, Kiều Mộng Viện, bối cảnh của hai người này mọi người đều biết, quan hệ với bí thư Trương thì ai cũng rõ rồi đa số người đều nghĩ như hứa song kỳ dù sao hiện tại là một mình anh định đoạt anh muốn chơi thế nào thì chơi trên mặt trương đại quan nhân mang theo nụ cười khiêm tốn mọi người cũng nói ý kiến của mình đi trên cuộc họp thường ủy tôi hy vọng mọi người cứ nói thoải mái đừng có cố kỵ gì cả phó thị trường thường vụ đồng ngọc vũ nói tôi đồng ý với quyết định của bí thư trương khu bảo lưu thuế nhập khẩu đối với bình hải và đối với bắc cảng mà nói đều là một sự nghiệp mới nổi sự nghiệp mới nổi như vậy cần quản lý hiện đại hóa tư tưởng của những lão đồng chí chúng tôi đã theo không nổi phải tiến cử những nhân tài quản lý ưu tú trẻ tuổi dám nghĩ dám làm thường hải thiên kiều mộng viện năng lực của những người này mọi người đều biết bọn họ đều ở những lĩnh vực bất đồng chứng tỏ được tài cán quản lý và trình độ kinh doanh của mình nhân tài như vậy bất kỳ địa phương nào cũng mong tôi có thể nói chắc chắn rằng có sự gia nhập của bọn họ khu bảo lưu thuế nhập khẩu chắc chắn sẽ xây dựng được một nhánh đoàn đội quản lý nhất lưu quốc tế. Nhân tài ưu tú như vậy nguyện ý đến Tân Hải công tác cũng chứng tỏ mị lực cá nhân của Bí Thư Trương. Tôi vào dưới sự tác động của mị lực cá nhân của Bí Thư Trương, sẽ càng lúc càng nhiều nhân tài ưu tú tới Tân Hải, cống hiến lực lượng để xây dựng Tân Hải. Đồng Ngọc Vũ nói xong, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, có điều bất kể người vỗ tay hay là không vỗ tay trong đều thầm mắng thằng ôn này vô sỉ. Không vốt mông ngựa thì anh có thể chết à, khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng thật sự nếu đến lượt mình nói thì cũng không thể không nói vậy. Hứa xong kỳ không cần phải nói những lời này, nếu biết mình nói cũng vô dùng thì cần gì phải lắm lời. Phó bí thư thị ủy lưu kiến thiết gần đây trên cơ bản đều không lên tiếng, vấn đề công tác của hắn đã được định ra rồi, chỉ còn thiếu mỗi tuyên bố công khai. Qua mấy tháng nữa là hắn sẽ tới huyện Lâm Mông làm bí thư huyện ủy, có thời gian hắn thà tìm hiểu tư liệu về Lâm Mông cân nhắc một chút tới quy hoạch tương lai của Lâm Mông, Tân Hải đâu còn là việc của hắn. Dưới tâm tính như vậy, cuộc họp thường ủy đã không ai đứng ra đề xuất dị nghị, có điều như vậy cũng tốt, hòa hợp êm thấm. Trương Đại Quan Nhân nói một không hai, đây chính là hiệu quả của hắn muốn. Thời gian kế tiếp, Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Vương Quân Cường đưa danh sách tập thể tiên tiến và cá nhân tiên tiến của thành phố Tân Hải năm nay ra cho các vị thường ủy xem qua một chút. Trương Dương nhìn nhìn, trong người tập thể và cá nhân tiên tiến có Đoàn Thị Ủy, cũng có Thường Hải Tâm, Trương Dương biết Vương Quân Cường và Thường Hải Tâm hợp tác khá nhiều, khi bỏ huyện lập thành phố, thành lập ban sáng tạo, bọn họ một người là chủ nhiệm một người là phó chủ nhiệm, ấn tượng của Vương Quân Cường đối với Thường Hải Tâm không tồi. Hơn nữa hắn biết quan hệ của mình và Thường Hải Tâm cũng rất tốt, làm như vậy ít nhiều cũng có nhân tố lấy lòng hắn, Trương Dương lúc ấy cũng không nói gì, hắn cười bảo, mọi người xem danh sách một chút, xem có ý kiến bất đồng không lát nữa thì đề xuất với bộ trưởng vương hắn nhìn đồng hồ tỏ ý muốn tan họp đối với bản danh sách này trương dương có ý kiến sau cuộc họp hắn gọi vương quân cường tới văn phòng của mình chỉ vào bản danh sách đó lão vương à lần bình chọn tiên tiến này là bộ tuyên truyền thị ủy và đoàn thị ủy liên hợp tổ chức anh cho cả tên của đoàn thị ủy và đồng chí hải tâm vào có phải là có chút lấy việc công làm việc tư hay không vương quân cường nói sau khi tiểu thường tới tân hải vẫn luôn vô cùng cố gắng công tác, thành tích công tác cũng được mọi người thấy rõ, cho nên trương dương nói tôi thấy có chút không thích hợp, không thể để dám khảo tham gia trận đấu được, điều này đối với người khác là không công bình, thế này đi, anh xóa tên đồng chí hải tâm đi, cho tên của vương trí cương vào, cái này vương quân cường mặt lộ vẻ khó xử, trương dương nói không cần cân nhắc, cứ dựa theo tôi nói mà làm, trương dương kiên trì xóa tên thường hải tâm là vì tị hiềm đồng thời cũng là biểu hiện của vương trí cương quả thực rất ưu tú, chẳng những giải quyết vấn đề đèn đường tiết kiệm năng lượng cho Tân Hải, tạo ra một khoản thu nhập lớn cho Tân Hải. Hơn nữa khái niệm khu bảo lưu thuế nhập khẩu là hắn đề xuất sớm nhất, Trương Dương luôn phải luận công mà thường. Vừa hay lúc này thường hải tâm tới đây tìm Trương Dương, vương quân cường cáo từ rời đi, nghĩ thầm lần này là cố ý vuốt mông ngựa, không ngờ vuốt sai chỗ rồi. Thường hải tâm tới đây cũng chính là muốn nói chuyện này, Tuy rằng đoàn thị ủy cũng là một trong những đơn vị tổ chức hoạt động lần này, nhưng Thường Hải Tâm không hề tham gia, luôn là Vương Quân Cường một mình ôm lấy mọi việc. Thường Hải Tâm sau khi biết danh sách cũng thấy không ổn, cho nên tới đây nói chuyện này với Trương Dương, yêu cầu xóa tên mình và đoàn thị ủy. Trương Dương nói lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi với Vương Quân Cường với Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm cười nói, như vậy em an tâm rồi, Bộ trưởng Vương cũng thật là không nói tiếng nào cho em vào danh sách tiên tiến, em thật sự là có chút được nhận mà xấu hổ trương dương nói những người này đều rất giỏi làm những chuyện ngoài mặt mũi thường hải tâm cười nói còn không phải là muốn lấy lòng anh ư trương dương nói xem ra hắn nhìn ra rồi thường hải tâm ngạc nhiên nói nhìn ra gì cơ nhìn ra hai ta quan hệ tốt thường hải tâm gắt anh nói bậy bạ gì đó mặt lại không khỏi đỏ lên trương dương vươn tay ea cầm tay thường hải tâm rồi nhéo nhéo nơi này dù sao cũng là văn phòng thường hải tâm cũng không thể thoải mái như hắn vội vàng rút tay về bí thư trương tôi nghe nói mộng viện tới đây nghe thấy thường hải tâm gọi mình là bí thư trương trương đại quan nhân không khỏi thu liếm hơn một chút gật đầu nói đúng vậy anh mời cô ta tới đây hỗ trợ chủ trì công tác trương đại quan nhân vừa rồi trên cuộc họp thường ủy đã quyết định bổ nhiệm cô ta làm phó chủ nhiệm ban chiêu thương thành phố thường hải tâm nói tốt mộng viện kinh thương lợi hại như vậy công tác chiêu thương đối với cô ta mà nói chẳng phải là dễ như bỡn ư. Trương Dương cười nói, em còn tin cô ta hơn anh. Thường Hải Tâm mỉm cười nói, không bằng anh hiểu cô ta đâu. Trương Đại Quan Nhân cảm giác Thường Hải Tâm hình như có ẩn ý, thằng cha này không tiếp tục tham thảo về vấn đề này nữa, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Hải Tâm, em có phải chuẩn bị cùng anh tới Đông Giang không? Trương 1746, mưa gió nổi lên ba. Thường Hải Tâm lắc đầu, em đến là để nói chuyện này đây, em đi trước mất ngày, về Lam Sơn, cha mẹ em cũng muốn tới tham gia hôn lễ của tiểu tính, bọn em mùng một tháng năm sẽ cùng tới. Trương Dương nói, cha mẹ chúng ta rất nể mặt anh. Thường Hải Tâm gắt, cái gì mà cha mẹ chúng ta? Trong lòng thì lại rất vui mừng, cô ta cũng không thể nói rõ ra được là vì sao mình lại cứ không danh không phận đi theo Trương Dương, nhưng chính là cam tâm tình nguyện. Thường Hải Tâm nói, anh đừng tự rát vàng lên mặt mình, cha mẹ em tới là vì nể mặt bí thư Đinh. Lời này cũng không sai, cha Đinh Triệu Dũng, Đinh Nguy Phong là bí thư ủy ban chính pháp Bình Hải, con trai y kết hôn, đa số nhân vật tai to mặt lớn của tỉnh Lý đều sẽ tới chúc mừng. Trương Dương nói, em nói vậy làm anh xấu hổ quá. Thường Hải Tâm vươn hai chân ra, nhẹ nhàng ma sát chân Trương Dương ở dưới bàn làm việc, em là tới vì anh mà. Trương Đại Quan Nhân trong lòng rung động, nếu không phải đang là thời gian làm việc, lúc này kiểu gì cũng đè cô bé này lên bàn làm việc, hành quyết ngay tại chỗ. tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ nguyên man của trương đại quan nhân, hắn cầm điện thoại là phó bí thư thị ủy tưởng hồng cương gọi tới, giọng nói của tưởng hồng cương vô cùng thân thiết, trương lão đệ, anh đúng là không đủ ý tứ. trương đại quan nhân đương nhiên có thể nghe ra phó bí thư tưởng không phải thật lòng chỉ trích mình, hắn cười nói, bí thư tưởng huynh đệ có chỗ nào đắc tội với ngài? Ngài muốn đánh phải không, cứ tùy tiện. Tưởng Hồng Cương bên kia phá lên cười, "Trương lão đệ, em gái nhà ta kết hôn mà anh không nói với tôi một tiếng, có phải có chút không đủ ý tứ hay không?" Trương Dương nói, "Bí thư Tưởng, chuyện này cũng khó, em gái và em rể tôi là muốn kết hôn du lịch." "Trương Dương, anh còn lừa tôi à?" Tưởng Hồng Cương nghe thì như đang nổi giận, "Đây là kỹ xảo quan hệ, có thể nổi giận có hai loại người, một là kẻ thù, hai là bằng hiếu tưởng Hồng Cương trước tiên định vị Trương Dương là huynh đệ nhà mình, sau đó mới nổi giận, càng để lộ ra quan hệ thân cận với nhau. Tưởng Hồng Cương nói, nếu không lão quách nói với tôi thì tôi cũng chẳng biết đâu, bí thư đinh bày rượu, tôi thì không thể trèo con được tới cửa nhà người ta, nhưng chúng ta là bạn bè với nhau, em gái anh kết hôn, nếu không mời tôi tới uống chén rượu mình thì tôi sau này sẽ coi như trong mắt anh không có người anh này. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, tôi con mẹ nó coi anh là anh trai lúc nào nhưng trong lòng oán thầm, song ngoài miệng vẫn phải giả bộ án nấy, bí thư tưởng, không, tưởng đại ca, anh chính là anh ruột của tôi, em gái tôi kết hôn cũng chính là em gái anh kết hôn, tôi lát nữa sẽ gửi thiếp mời tới anh. Tưởng Hồng Cương cười nói, không cần phiền toái như vậy, anh để dành một bàn rượu cho tôi là được rồi. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì thấy hay rồi, người ta không phải đi một mình, một bàn. Theo lẽ thường thì là 10 người, với sự danh ma của tưởng Hồng Cương, khẳng định bàn này sẽ đầy người, hơn nữa tuyệt đối sẽ không phải là nhân vật không quen, trương đại quan nhân đáp ứng thống khoái. Vừa dập máy thì di động lại đổ chuông, lần này là mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi điện thoại tới, bà ta thông chi cho Trương Dương, mùng 1 tháng 5 bà cũng sẽ tới Đông Giang tham gia hôn lễ của Triệu Tính, thuận tiện thăm con trai Văn Hạo Nam đang công tác ở thính công an Đông Giang. Vốn Trương Dương không tính là mẹ nuôi sẽ tới, cho nên cũng không mời bà ta, giờ thì hay rồi, là tuệ ninh không ngờ cũng muốn đích thân tới, trương đại quan nhân chính là không muốn lo liệu cũng phải lo liệu. sau khi trương dương tiếp mấy cú điện thoại, không khỏi có chút to đầu, hắn vốn cho rằng em gái kết hôn không thể dẫn tới chú ý lớn như vậy, cho dù là người chú ý thì cũng là hướng về phía đinh gia, nhưng từ tình huống trước mắt cho thấy, người hướng về phía mình cũng không ít. thường hải tâm nhìn thấy bộ dạng rối rắm của hắn thì không khỏi có chút buồn cười, làm sao vậy? em gái anh kết hôn mà anh sầu cái gì trương dương nói nhà anh đã bắt đầu câu thông với đinh gia rồi triệu tĩnh không phải phát giá từ xuân dương nhà người ta tới đông giang trước triệu tĩnh phát giá từ bên đó ở nhà anh không bày tiệc rượu đều là đinh gia xử lý nhưng hiện tại thường hải tâm nói thật sự không được thì anh làm ở ngoài đi dù sao bằng hữu của anh cũng nhiều trương dương nói anh phải trưng cầu ý kiến của đinh gia đã Ninh Nguy Phong từ trong điện thoại biết được La Tuệ Ninh muốn tới tham gia hôn lễ, cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng trong lòng cũng hơi bất an, nguyên nhân bất an ở chỗ, y minh bạch La Tuệ Ninh không phải là tới vì mình, người ta là tới vì Trương Dương, điều này rất có thể sẽ tồn tại khả năng nhà gái cướp hết phong đầu của nhà trai. Ninh Nguy Phong tổng cộng làm 40 bàn, cho dù là như vậy cũng là thu hẹp hết cỡ, tinh giản hết cỡ rồi, địa điểm tiệc cưới chọn tổ chức ở nhà khách chính phủ tỉnh, cũng đã cân nhắc đến những nhân tố ngoài kế hoạch. Đinh Nguy Phong còn đặt thêm 10 bàn, đề phòng tình huống. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, bên Trương Dương từ ban đầu không làm tiệc rượu, hiện tại đột nhiên biến thành không thể không làm. Đinh Nguy Phong cân nhắc một chút rồi nói, Trương Dương, 5 bàn có đủ không? Trương Dương nói, khẳng định không đủ. Đinh Nguy Phong không khỏi cười khổ, nếu phía Trương Dương có quá nhiều người. Ngày hôn lễ không chừng sẽ xuất hiện cục diện hỗn loạn. Thằng ôn này chuyện tới trước mắt mới quyết định đòi làm tiệc rượu, thật sự là giết cho mình trở tay không kịp, đúng là thanh niên, làm việc chẳng có kế hoạch gì cả. Đinh Nguy Phong nói, ngày hôm qua Triệu Dũng còn đặc biệt tới khách sạn câu thông, đòi thêm 10 bàn, nhưng hiện tại sảnh lớn nhất của họ đã dành cho chúng tôi, chúng tôi đặt chỗ từ nửa năm trước rồi. Đinh Nguy Phong nói tình hình thực tế, Trương Đại Quan Nhân vốn không muốn cùng làm cùng với Đinh Gia, nếu Đinh Nguy Phong đã nói như vậy, hắn cũng có cớ. Trương Dương nói, chú Đinh, chỗ tôi vốn không muốn làm đâu, nhưng cũng không biết tin tức của những người này sao linh thông như vậy, cả đám ảo ảo tìm tới cửa. Tôi nếu không làm thì cũng khó ăn khó nói, chú thấy. Đinh Nguy Phong nói, Trương Dương, nếu không tránh được thì cứ làm đi, có điều khách sạn cũng không dễ tìm đâu, nhưng với cậu thì chắc không có vấn đề gì. Trương Dương cười nói, chú Đinh, chú nghĩ cho tôi quá. Đinh Nguy Phong nói, Trương Dương, có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu một tiếng, loại chuyện nhân tình qua lại này không thiếu được, nhất định phải nắm chắc chừng mặc. Y lập tức lại bật cười, là tôi nghĩ nhiều rồi, cậu chắc hẳn biết xử lý. Trương Dương biết Đinh Nguy Phong đang nhắc nhở mình khi nhận lễ phải có giám định, đồ gì nên nhận, đồ gì không nên nhận thì phải phân rõ, hắn thật ra cũng đã cân nhắc đến điểm này, dạ một tiếng rồi nói chú Đinh yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Trương Dương cầu thông với Đinh Nguy Phong xong, lập tức gọi điện thoại cho viên ba, dưới cờ của viên ba có bao nhiêu khách sạn, việc tiệc rượu giao cho hắn làm nhưng lần này cũng làm khó viên ba rồi. Đinh Nguy Phong vừa rồi nói đúng, mùng 1 tháng 5 là ngày cao trào kết hôn, nhà hàng dưới cờ của hắn không ít thật, nhưng tất cả đều được đặt trước vào mùng 1 tháng 5 rồi, Trương Dương há miệng đòi 20. Đừng nói là 20 bàn, ngay cả hai bàn hắn cũng không còn. Trương Dương chỉ có thể tìm tới Nam Quốc Sơn Trang, Nam Quốc Sơn Trang cũng vậy, Trương Dương không thể làm khó người ta, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn lại Kỳ Sơn khách sạn Tuệ Nguyên Kỳ Sơn vật nghiệp của Kỳ Sơn, Trương Dương thử gọi điện thoại cho Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nghe Trương Dương nhắc tới chuyện này tôi không khỏi cười nói, "Bí thư Trương à, bí thư Trương, nào có ai làm việc như anh?" Chuyện tới trước mắt rồi nhớ tới đặt chỗ, nhà hàng vào mùng 1 tháng 5 đều được đặt chỗ trước cả nửa năm rồi. Trương Dương nói, "Không có thì thôi vậy, tôi lại nghĩ biện pháp khác." Kỳ Sơn nói, "Anh hiện tại đến hỏi nhà ai cũng thế thôi, khách sạn cấp khá của Đông Giang tất cả đều được đặt rồi." Trương đại quan nhân lần này có chút to đầu, đúng là phiền thật, chẳng lẽ tôi chỉ nhận quà chứ không cho người ta ăn cơm. Kỳ Sơn bật cười, thế này đi, tôi cho anh một đề nghị, không bằng làm ngoài trời đi, ven hồ phía sau Tuệ Nguyên có một bãi cỏ lớn, an bài 5 6 10 bàn cũng không có vấn đề gì, hoàn cảnh tuyệt đẹp, đến lúc đó tôi lại tìm cho anh một gian nhạc, bảo đảm hiệu quả của tiệc rượu so với làm trong nhà thì tốt hơn nhiều. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy cũng thấy đề nghị này không tồi có điều hắn vẫn có chút băn khoăn, không biết thời tiết mùng một tháng năm thế nào. Vạn nhất nếu trời không đẹp thì chẳng phải là phiền toái ư. Kỳ Sơn nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ cho người an bài thỏa tất cả, anh muốn bao nhiêu bàn thì báo cho tôi, tôi cho người chuẩn bị, đầu bếp tốt nhất Đông Giang đều ở chỗ tôi, nếu anh còn muốn để cao cấp bậc thì tôi sẽ mời mấy đầu bếp nổi danh từ Hương Giang tới, nhất định là không kém hơn phía Đinh Gia. Trương Dương nói, vậy, hai chúng ta nói trước nhé, nên bao nhiêu tiền thì cứ làm bấy nhiêu tiền. Kỳ Sơn nói, biết anh Thanh Liêm rồi, tôi cũng không định hối lộ anh đâu, lát nữa tôi cho anh giá, anh cứ vậy mà làm, chuyện tiệc rượu thì không cần quản, thức ăn thuốc kẹo tôi cũng làm giúp anh, cuối cùng anh thanh toán hóa đơn cho tôi là được. Chương 1747, ao ao kéo tới một. Trường đại quan nhân mặt mày hớn hở, không ngờ chuyện làm khó hắn nhất đến chỗ Kỳ Sơn thì lại được giải quyết dễ dàng. Trương đại quan nhân buông điện thoại rồi thở phào nhẹ nhóm, vỗ vỗ tay, nói với Thường Hải Tâm chuyện được giải quyết rồi, tới khách sạn Tuệ Nguyên. Thường Hải Tâm biết với năng lực của Trương Dương thì an bài chuyện này cũng không phải là khó, không lâu sau, viên ba gọi điện thoại tới, hắn cũng nghĩ ra một biện pháp, chuẩn bị dọn dẹp sân thượng của vọng giang lâu để chỗ ho Trương Dương bày tiệc. Trương Dương cười nói với hắn rằng chuyện đã được giải quyết rồi, nhậm văn bân của Nam Quốc Sơn Trang cũng gọi tới theo, hắn cũng nghĩ ra biện pháp như của Kỳ Sơn, Trương Dương cảm tạ tất cả, dù sao người nghĩ ra biện pháp đầu tiên cũng là Kỳ Sơn, hắn đã đáp ứng tới khách sạn Tuệ Nguyên. Nhậm Văn Bân cũng cảm thấy ái ngại, lặp lại rằng vào mùng 1 tháng 5 nhất định sẽ tới khách sạn Tuệ Nguyên uống chén rượu mừng. Kiều Mộng Viện tuy rằng không tới Đông Giang uống rượu mừng, nhưng cô ta cũng đưa quà tới, tặng cho Triệu Tính một đôi vòng tay bằng phỉ thúy. Thường Hải Thiên thì bận công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu nên cũng không tới, có điều hắn cũng gửi qua. Ngày 30 tháng 4, Trương Dương và Cao Liêm Minh cùng nhau ngồi xe tới Đông Giang. Phụ trách lái xe là Chu Sơn Hổ. Hắn lần này tới Đông Giang cũng là để gặp bạn gái Lưu Ghi Đình. Trên đường, di động của Trương Đại Quan Nhân không ngừng đổ chuông. đa số đều là điện thoại chúc mừng triệu tính. rất nhiều người đều là vừa mới nhận được tin tức. trong đó cũng có người là vì giao tình mà gọi, cũng có người muốn muốn thông qua cơ hội lần này để kéo gần quan hệ với Trương Dương. quy mô tiệc rượu của Trương Đại Quan Nhân cũng giống như lăn cầu tuyết mà không ngừng tăng lên chờ hắn đến Đông Giang thì tính toán sơ sơ chỉ sợ cũng cần 30 bàn. Cao Liêm Minh đang giúp Trương Dương ra số bản rượu mới nhất, bí thư Trương, lần này phát tài rồi, 30 bàn, không biết thu được bao nhiêu tiền mừng. Trương Dương chừng mắt lườm hắn một cái, anh không nói thì không ai bảo anh biết đâu. Cao Liêm Minh cười, tôi nói trước nhé, tôi không có tiền, toàn dựa vào chút tiền lương đáng thương để sống, cha mẹ tôi cũng đều tới uống rượu mừng, Tặng Phong bì cho đinh ra rồi, tôi không cần thiết phải tặng nữa đúng không?" Trương Dương tức giận nói, "Tuy anh, có điều sáng mai anh tốt nhất đến Tuệ Nguyên sớm vào, còn nhờ anh giúp ghi tên." Cao Liêm Minh nói, "Không thành vấn đề, tôi sẽ tới sớm." Hắn xuống xe ở Việt Gia thuộc tỉnh ủy, Trương Dương và Chu Sơn hổ tới thẳng khách sạn Tuệ Nguyên, bởi vì quyết định tổ chức tiệc rượu ở đây, cho nên Trương Dương đã thương lượng một chút với người nhà, dứt khoát bảo triệu tính phát giá từ đây. Kỳ Sơn cũng đã đặc biệt chuẩn bị một căn biệt thự. Biệt thự ở ven hồ, dọc theo ven hồ đều treo đèn đỏ, mặt cỏ cũng đã được dựng 10 cái lều la mã, đây là đặc biệt chuẩn bị cho khách quý, có một số khách quý không muốn bị người ta chú ý, đến lúc đó có thể buông lều la mã, cung cấp một không gian tương đối tư mật, Kỳ Sơn cân nhắc vô cùng chu đáo. Ô tô dừng lại trước biệt thự, Trương Dương nhìn thấy nhị ca triệu lập quân ra đón, Trương Dương mở cửa xe nhảy xuống, cười nói, nhị ca, Triệu Lập Vũ tiến lên rất thân thiết ôm vai Trương Dương, cậu ba, tôi còn tưởng cậu tới từ ngày hôm qua. Trương Dương nói, công tác bận quá, thật sự không thể phân thân được, an bài xong việc thì trời chưa sáng đã chạy tới đây ngay. Hắn nhìn đồng hồ, mới 12 giờ. Triệu Lập Vũ nhiệt tình chào Chu Sơn Hổ một tiếng, bọn họ cùng nhau đi vào tia biệt thự, trong biệt thự cũng bố trí rất rực rỡ, bất kể Trương Dương có thừa nhận hay không thì Kỳ Sơn cũng vô cùng tận tê xê úng trong chuyện này, hơn nữa trương dương trong chuyện này còn thiếu hắn một cái nhân tình đại ca triệu lập quân của trương dương và vợ du mỹ liên cũng tới trương dương chào hỏi họ trương dương không có hào cảm với bà chị dâu này du mỹ liên thì rất vô duyên hét to bí thư thị ủy của nhà chúng ta về rồi chú ba tôi đang nghĩ tới cậu đây cậu làm bí thư thị ủy rồi có thể giúp tôi an bài công việc cho tôi và anh trai cậu không triệu lập quân nghe thấy đến lão bà chưa gì đã sồn sồn lên thì không khỏi có chút xấu hổ phía sau vang lên giọng nói của triệu thiết sinh, người nhà vừa gặp mặt, đừng có lắm lời. Dù Mỹ liên bị bố vợ nói cho, đỏ mặt cúi đầu, cô ta cũng không phải là sợ triệu thiết sinh, cô ta sợ Trương Dương, trước đây chú em chồng này từng không chút khách khí cho cô ta một cái tát, đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ như in, ở triệu gia, người có địa vị cao nhất chính là anh con riêng này. Giọng nói của từ lập hoa cũng vang lên, thằng ba về rồi à, mẹ làm thức ăn rồi đấy, Mỹ Liên mau tới giúp mẹ, vợ chưa cưới thiệu vĩnh hồng của triệu lập vũ bưng đồ ăn từ bếp ra, trang bị trong biệt thự rất đầy đủ, có thể tự nấu cơm, vốn kỳ sơn đã an bài để người mang đồ ăn tới, nhưng từ lập hoa kiên chỉ muốn tự làm, bà ta biết con trai chỉ thích ăn đồ mà mình làm. Trương Dương thân thiết gọi một tiếng ba mẹ, hắn và Chu Sơn Hổ cùng nhau đi rửa tay, sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Dương phát hiện Triệu Tĩnh không ở đây, có chút kinh ngạc nói tiểu tĩnh đâu. Thiệu Vĩnh Hồng nói, đang sửa áo cưới, phần eo có chút không vừa. Trương Dương gật đầu, hắn gọi vọng vào bếp mẹ. Ra ăn cơm đi, đừng làm nữa. Giọng nói của từ lập hoa từ trong phòng bếp chuyển đến, mấy người cứ ăn uống trước đi, mẹ làm thêm vài món nữa rồi ra. Triệu lập vũ đi mở rượu, chu sơn hổ dành mở, hắn rót cho tất cả mọi người, còn mình thì không uống. Trương Dương nói, cậu cũng uống đi, chiều cho cậu nghỉ đi chơi với Hi Đình. Chu Sơn Hổ mỉm cười rất chất phác. Trương Dương cầm chén rượu lên nói, cha, con kính cha. Triệu thiết sinh được Trương Dương gọi là cha, trong lòng rất ấm áp dễ chịu, y biết với thái độ đối đãi trước đây của mình với Trương Dương, người ta hiện tại không để ý tới mình cũng là đáng, nhưng người ta chẳng những không ghi hận mình, hiện tại ngược lại còn lấy ơn báo oán, Trương Dương là vì gì chứ? Còn không phải là vì muốn y đối đãi tới từ lập hoa ư, triệu thiết sinh mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều, y nhấp môi nói, nào, chúng ta làm một ly. Mấy người nhà uống cạn chén này, Triệu Thiết Sinh nói, thằng ba, lần này lo liệu hôn lễ của tiểu tính xài hết bao nhiêu tiền? Du Mỹ Liên bưng đồ ăn đi tới, vừa hay nghe thấy câu này, cô ta chen miệng vào, đúng vậy rượu là rượu ngũ lương, thuốc là thuốc trung hoa, tiệc rượu đặt ở khách sạn năm sao năm sao, điều đáng tiếc duy nhất là ngoài trời. Triệu Thiết Sinh nhíu mày, Triệu Lập Quân không nhịn được mắng, cô thì biết cái gì, cô xem phim Mỹ chưa, kết hôn giờ đang thịnh làm ở bãi cỏ cấp bậc này người bình thường không được hưởng thụ đâu triệu lập vũ nói anh tôi nói đúng đây đây là trào lưu mới chị quê mùa quá du mỹ liên bĩu môi ngồi xuống bên cạnh triệu lập quân triệu thiết sinh khó chịu nói mỹ liên đi xem xem mẹ con xong chưa ý tứ rất rõ ràng mẹ chồng cô còn chưa ngồi ai cho cô ngồi du mỹ liên ngượng ngùng đứng dậy vừa hay lúc này từ lập hoa và thiệu vĩnh hồng đều bưng đồ ăn đi tới trương dương đứng dậy bảo mẹ ngồi bên cạnh mình từ lập hoa gọi Du Mỹ Liên ngồi xuống, trải qua mấy lần bị mắng, sắc mặt của Du Mỹ Liên đã rất khó coi. Sau vài chén rượu, Triệu Thiết Sinh nói, thằng ba, cha mẹ con đã thương lượng rồi, tiền tiệc rượu chúng ta sẽ lo. Trương Dương cười nói, cha, mẹ, hai người đừng khách khí với con, tiểu tĩnh là con gái hai người, nhưng nó cũng là em gái con, nó xuất giá, người làm anh trai như con tổ chức cho nó mấy bàn rượu thì tính là gì, hơn nữa, người được mời đến đa số đều là bằng hữu và đồng sự của con, con sao có thể bắt hai người chi tiền được. Du Mỹ Liên giả bộ rất giống, đúng đấy, con thấy cậu ba căn bản sẽ không để ý tới chỗ tiền này đâu, chỉ cần là người tới, ai mà không tặng lễ hơn 200 đồng, 30 bàn, dù thế nào cũng phải có hơn 10 vạn tiền biếu. Triệu Lập Quân nhìn ra vẻ mặt người nhà đột nhiên trở nên khinh bỉ, hắn có chút xấu hổ ho khan một tiếng, nhắc nhở lão bà đừng nói thêm gì đi nữa nhưng dù Mỹ liên lại là hạng vô duyên, cô ta nói rất hưng trí, cậu ba là bí thư thị ủy, ông chủ muốn nịnh bở cậu ấy nhiều lắm, chỉ cần cậu ba nhắc một cái, người tranh trả tiền xếp thành hàng. Triệu thiết sinh tức giận đến nỗi cầm cốc lên đập mạnh lên bàn, từ lập hoa cũng xoay đầu sang một bên. Đứa con dâu này thật sự là khiến bọn họ đau đầu. Trương Dương rất hiểu Du Mỹ Liên, tất nhiên không thèm chấp nhặt với cô ta, hắn cười nói, chị dâu, chị đừng nói như vậy, công là công mà tư là tư. Tôi nếu thực sự làm như vậy thì cách ngày bị bắn không còn xa nữa. Du Mỹ Liên nói, loại chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Đừng nói là người làm lớn như vậy, cậu bảy của tôi chỉ là phó trưởng xã, khuê nữ nhà ông ta lấy chồng, bầy hơn 70 bàn, tiền biếu cũng thu tới mấy vạn. Triệu Lập Quân nói, em đừng nói linh tinh. Du Mỹ Liên nói, em sao lại nói linh tinh, hiện tại người làm quan có mấy ai không thu lễ. Triệu Thiết Sinh nói, Lập Quân, mày là đồ vô dụng. Triệu lập quân ngạc nhiên nói, cha, trao sao lại mắng con? chương 1748, ào ào kéo tới hai Triệu thiết sinh tất nhiên có lý do mắng hắn, triệu lập quân là chồng, ngay cả miệng vợ cũng không quản được, mỗi lần ở trước mặt người ta đều lộ ra vẻ nông cạn vô tri Từ lập hoa vội vàng hòa giải, lão triệu, thôi đừng giận mà, ngày vui, bọn nhỏ nói đùa chút có sao đâu. Triệu lập quân vội vàng nói, đúng vậy, cha đừng tưởng thật mà, Trương Dương cười nói, nào, chúng ta làm một ly. Mọi người vừa bưng chén rượu lên thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Chu Sơn Hổ là người đầu tiên đứng dậy đi mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài thì Chu Sơn Hổ có chút sửng sốt, cứng họng nói, bí thư Trương. Trương đại quan nhân xoay người lại, nhìn thấy sở yên nhiên duyên dáng yêu kiểu đứng trước cửa, hơi oán trách nhìn hắn, Trương Dương à Trương Dương, người nhà ăn bữa cơm đoàn viên không ngờ không cho em biết. Trương đại quan nhân vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, hắn đứng dậy đi tới trước cửa, trước mặt mọi người ôm sở yên nhiên, sở yên nhiên anh một tiếng rồi xấu hổ đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng. Thằng cha này trước giờ đều là như vậy, vĩnh viễn cũng không biết được hàm xúc là gì. Nhìn thấy sở yên nhiên đến, từ lập hoa lập tức mặt mày hớn hở, du Mỹ liên nhìn thấy mẹ chồng vui vậy thì không nhịn được nói với Thiệu Vĩnh Hồng, mẹ mình đã bao giờ cười với em vậy chưa? Thiệu Vĩnh Hồng cũng rất hiểu tình tình của bà chị này, chỉ coi như không nghe thấy gì sau khi Trương Dương buông sở yên nhiên ra thì nắm tay cô ta dẫn tới trước mặt mẹ, sở yên nhiên gọi một tiếng cô rồi lại chào hỏi mỗi người ở đây. Từ lập hoa kéo tay sở yên nhiên, bảo cô ta ngồi giữa mình và Trương Dương, từ lập hoa nói với sở yên nhiên, yên nhiên, cháu về nước sao không nói trước một tiếng. Sở yên nhiên nhìn Trương Dương một cái. Trương Dương nói, không trách được anh, em hôm qua mới bay tới Kinh Thành, nói là 5 giờ chiếu nay mới tới, anh không ngờ em lại đột nhiên tập tích, tới ngay lúc này. Sở yên nhiên cười nói, em muốn đánh cho anh trở tay không kịp, xem trong lúc em không có trong nước, anh có giữ nghiêm bổn phận không? Câu này khiến tất cả mọi người bật cười. Người có hỷ sự thì trong lòng sảng khoái, tình tự của trương đại quan nhân bởi vì sở yên nhiên đến mà càng vui hơn, uống với mỗi người một chén. Dù Mỹ liên lại cảm thán cảnh kết hôn rầm rộ của triệu tính, đồng nhân bất động mệnh, hiện tại tâm lý cô ta có chút bất bình hành, luôn cảm thấy trong mấy anh em triệu lập quân, mình cưới phải một người kém cỏi nhất. Du Mỹ liên nói, yên nhiên, cậu ba của tôi nghe lời em nhất, em nói với cậu ấy, giúp tôi an bài việc làm đi. Triệu Thiết Sinh nghe thấy cô ta lại nhắc tới chuyện này thì không khỏi trợn mắt lên, đứa con dâu này đúng là cực phẩm. Sở yên nhiên cười nói, chị dâu, em có nói cũng vô dụng, anh ấy nếu lạm dụng tư quyền, về sau chính là một vết nhơ chính trị, chị. chị nếu muốn tìm công tác thì thế này đi, trong công ty em đang thiếu người làm, chị tới giúp được không? Dù Mỹ Liên vừa nghe vậy thì hai mắt phát sáng, công ty của em à, thế chắc phải là tới nước Mỹ ư. Sở Yên Nhiên nói, nghiệp vụ của công ty em rất rộng, không chỉ có mỗi ở nước Mỹ, gần đây chúng em vừa mới khai phá một hạng mục khoáng sản, ở trên một đảo nhỏ của Thái Bình Dương, đại khái khoảng 1 km vuông, chị nếu nguyện ý thì em sẽ an bài cho chị làm người phụ trách hạng mục đó. Em nói là tới Hawaii à? Sở Yên Nhiên nói, không phải, cách Hawaii rất xa, cũng tìm thấy trên bản đồ đâu, có điều, chị đừng lo, hàng năm em sẽ cho chị một tháng nghỉ về thăm thân, lương bổng, bảo hiểm không thiếu gì cả, còn cả bảo hiểm thất nghiệp nữa, chị không cần phải lo lắng, chỉ cần công ty em còn tồn tại ngày nào thì ngày đó chị sẽ không thất nghiệp. Dù Mỹ Liên nói, vậy, vậy đãi ngộ thế nào? Sở Yên Nhiên nói, chị vừa làm, lương không thể quá cao được, nếu cao quá thì người khác sẽ ghen ghét, nhưng quá thấp thì khiến em ái náy, tóm lại là bảo đảm gấp đôi lương nhân viên công vụ. Mắt dù Mỹ liên có chút phát sáng, cụ thể là ở đâu? Hoàn cảnh bên kia thế nào? Có trường học hay không? Cả nhà chị nếu đi thì trước tiên phải giải quyết vấn đề học hành của con trai đã. Sở yên nhiên nói, nơi đó hiện tại là hoang đảo, không có trường học, ngay cả siêu thị cũng không có. Còn nữa, công ty em có quy định, không cho phép hai vợ chồng làm cùng một bộ môn, chị nếu đi thì anh không thể đi, được, có điều như vậy cũng tốt, vừa hay để anh ở lại nhà chiếu cố con trai, chúng ta là người nhà, em đương nhiên phải chiếu cố chị, hay là mỗi năm cho chị thêm 10 này nghỉ. Du Mỹ liên minh bạch rồi, đây căn bản là muốn đem mình xung quân, đừng nói là cho cô ta tiền lương gấp đôi, gấp 10 cô ta cũng không làm, đi xa xứ, chỉ sợ mình ra ngoài một năm, con trai và chồng đều thành người khác rồi. Trương đại quan nhân đã sớm nghe ra sở yên nhiên cố ý trêu Du Mỹ Liên, suýt nữa thì cười vỡ cả bụng, dạng quê mùa như Du Mỹ Liên, căn bản ở trước mặt sở yên nhiên ngay cả cơ hội phản thủ cũng không có du mỹ liên ngượng ngùng cười nói yên nhiên chị nghĩ rồi việc này chị không làm được em hay là mời người cao minh khác đi sở yên nhiên nói chị dâu vậy đợi sau này có công tác thích hợp em lại tìm chị vậy Dù mỹ liên lắc dầu như đánh trống bỏi không được công ty em công tác xa quá chị không đi xa được chị phải ở nhà chiếu cố ba mẹ triệu thiết sinh nói chúng tôi không cần cô chiếu cố chỉ hướng của cô cao xa như vậy, chúng tôi không làm ảnh hưởng tới tiền đồ của cô đâu. Du Mỹ Liên mặt đổ bừng, lúc này mới cảm nhận được sự lợi hại của ông bố chồng này. Sau cơm trưa, Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng nhau tới ven hồ đi dạo, Trương Đại Quan Nhân nhớ tới chuyện vừa rồi Sở Yên Nhiên chế nhạo Du Mỹ Liên, không khỏi cười ha ha, hắn ôm vai Sở Yên Nhiên, nhà đầu, có cần phải thâm vậy không? Sở Yên Nhiên cười tươi như hoa, cũng không phải là em thâm chỉ là nhìn thấy cô ta mè nhau anh, giống như là Tân Hải là của bản thân mình vậy. An bài một sự nghiệp đơn vị cho cô ta, cô ta nói thì dễ, nhưng không phải là bức anh phạm sai lầm ư. Trương Dương nhìn nhìn chung quanh, cúi đầu hôn nhanh một cái lên mặt sở yên nhiên, bảo bối, đúng là vợ hiền của anh. Sở yên nhiên xoa xoa mặt nói, cút, miệng toàn mùi rượu. Trương Dương nói, ghét bỏ anh à. Ghét đấy, mỡ trên miệng còn chưa lau đi kìa, bẩn không chịu nổi. Trương đại quan nhân cười nói, anh tè cũng không lau bao giờ, lần đồ cũng có thấy em chê bẩn đâu. Sở yên nhiên xấu hổ biệt tai nói, không thích nghe, không thích nghe, anh là lưu manh. Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng nhưng lại của cô ta, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đang chuẩn bị đề nghị hai người tìm chỗ vắng người ôn tồn một chút thì lại nghe sở yên nhiên nói, có người đến. Trương đại quan nhân xoay người nhìn lại, phía sau làm gì có ai, hắn lập tức minh bạch sở yên nhiên đang trêu mình, phía sau lại có người đá đít hắn. Trương đại quan nhân mất thăng bằng, bục một cái ngã xuống hồ, thật ra với bản lĩnh của hắn, sở yên nhiên căn bản không có bản sự đá hắn ngã, trương đại quan nhân là cố ý để sở yên nhiên thực hiện được ý đồ. Sở yên nhiên nhìn thấy trương dương ướt súng từ trong hồ nước thò đầu ra, cười đến run cả người. Trương đại quan nhân lắc đầu thở dài, mưu sát chồng, nhà đầu này độc lắm. Ai bảo anh dở trò lưu manh với em, Vợ chồng son đấu võ mồm cũng là hòa thuận vui vẻ, hai người đang nói chuyện thì Trương Dương nhìn thấy từ xa xa có hai người đang đi tới, chính là Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên. Bộ dạng hiện tại của Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút bất nhã, Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì đều đoán được đã xảy ra chuyện gì, hai người tuy rằng không điểm phá nhưng nụ cười trên mặt lại biểu lộ tất cả. Kỳ Sơn nói, bí thư Trương, sao lại ngã vậy? Trương Dương đánh chống lảng, hôm nay trời nói quá, tôi xuống hồ bơi tí. Kỳ Sơn ngồi xổm xuống sờ sờ nước hồ, nước hơi lạnh, nếu là tôi thì không chịu được. Lâm Tuyết Quyên cười nói, bí thư trương đúng là bí thư thị ủy, không giống với người dân bình thường như chúng ta, xuống hồ bơi cũng vẫn đi giày đúng là đặc biệt. Sở yên nhiên mặt ửng đỏ, nhìn trương dương trong hồ, thằng cha này không ngờ thản nhiên bơi đi bơi lại trước mặt mọi người, không thể không thừa nhận, kỹ năng bơi của thằng cha này thật sự là không tồi. Trương Dương nói kỳ sơn, hoàn cảnh nơi này tốt quá, trong lòng tôi rất thích nên vội vàng nhảy xuống bơi. Sở yên nhiên nhìn thấy hắn bây giờ còn vẫn còn phồng má giả làm người béo, không khỏi bật cười khanh khách, vô cùng yêu thường thăng ôn mặt dày hơn tường này. Lâm Tuyết Quyên cười cười với sở yên nhiên, vươn tay ra về phía cô ta, sở tiểu thư, tôi là Lâm Tuyết Quyên. Sở yên nhiên lễ phép bắt tay với Lâm Tuyết Quyên, chào chị, tôi đã nghe Trương Dương nhắc tới Lâm Tiểu Thư, nói chị đánh đàn viêu lông rất hay. Lâm Tuyết Quyên cười nói, đời này cũng chỉ biết thứ này thôi. Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên cùng nhau tới đây là để thương lượng việc diễn xuất và tiệc cưới ngày mai. Kỳ Sơn đặc biệt mời mấy vị ca sĩ của ban nhạc tỉnh tới trợ hứng. chương 1749, ào ào kéo tới ba. Nhân lúc sở yên nhiên và Lâm Tuyết Quyên nói chuyện, Trương đại quan nhân bò lên bờ, thằng cha này trở lại xe tìm quần áo để thay, rồi lại đi tới ven hồ, nhìn thấy Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên, Sở Yên Nhiên đang ngồi dưới ô che nắng. Sở Yên Nhiên và Lâm Tuyết Quyên nói chuyện rất vui vẻ, Lâm Tuyết Quyên bình thường cũng không hay nói, đề tài mà cô ta thực sự cảm thấy hứng thú là âm nhạc, Sở Yên Nhiên trùng hợp là cũng học đàn dương cầm từ tiểu học, cũng tính là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, cho nên giữa họ cũng rất dễ tìm được tiếng nói chung. Kỳ Sơn bảo Trương Dương ngồi xuống, Sở Yên Nhiên và Lâm Tuyết Quyên cùng nhau đi dạo, để lại không gian cho hai người bọn họ nói chuyện riêng. Kỳ Sơn cười nói, thế nào? rốt cuộc đã xác định là bao nhiêu bàn chưa? Trương Dương nói, 30 bàn đi, không thể hơn được nữa, Đinh ra 40 bàn. Tôi nếu vượt qua người ta, chẳng phải là đoạt hết phong đầu ư? Kỳ Sơn cười nói, ai làm nhà nấy, có ai cướp phong đầu của ai đâu. Việc gì phải nghĩ nhiều thế? Trương Dương nói, lần này mang tới không ít phiền toái cho anh rồi. Kỳ Sơn nói, Bí Thư Trương, chúng ta quen biết đã lâu, anh lựa chọn Tuệ Nguyên để làm tiệc. Chứng minh anh coi tôi là bạn. Trương Dương nói, thật ra tôi căn bản không định làm tiệc cưới, nhưng chuyện em gái tôi kết hôn không biết vì sao lại truyền ra ngoài. Bất kể giao tình như thế nào thì người ta cũng tới đây chúc mừng, tôi cuối cùng không thể mất lễ nghĩa được, cho nên mới không thể không làm ra an bài như vậy. Kỳ Sơn nói, bí thư đinh nhân mạch rất rộng, con trai y kết hôn, ảnh hưởng trong tỉnh vẫn rất lớn, Người cưới lại là em gái anh, chuyện này truyền ra cũng là rất bình thường." Trương Dương nói, "Là bản thân tôi sơ sót, sớm biết rằng như vậy thì tôi đã chuẩn bị trước rồi." Kỳ Sơn nói, "Tôi đoán rằng đa số lãnh đạo tỉnh đều sẽ tới bên Ninh gia, có điều ở những nơi mà anh công tác trước kia, khẳng định cũng sẽ có không ít bằng hữu tới chúc mừng." Trương Dương cười khổ nói, "Còn không phải ư, hai ngày nay chỉ là điện thoại gọi tới muốn uống rượu mừng thôi cũng có mấy chục cú." hơn nữa bọn họ đều không phải là chỉ tới một mình kỳ sơn mỉm cười nói phía tân hải và bắc cảng chắc cũng tới không ít người trương dương nói anh sao biết hắn lập tức liên tưởng đến quan hệ của kỳ sơn và viên hiếu thương nói khẽ kỳ sơn anh biết những gì kỳ sơn cười nói chuyện cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm có điều theo tôi biết thì viên hiếu thương và đại ca hắn đều sẽ tới đây bảo tôi chuẩn bị cho viên ra bọn họ một bàn trương đại quan nhân trước đó căn bản không nghe thấy chấn động viên ra nhắc tới chuyện này xem ra chuyện em gái hắn kết hôn thực sự đã dẫn tới chấn động không nhỏ kỳ sơn lại cho hắn một viên thuốc an thần anh yên tâm đi chỗ tôi đã an bài tất cả rồi bất kể là yến hội ngày mai hay là khách phòng tôi đều đã chuẩn bị cam đoan vạn vô nhất thất trương dương nói vậy chờ chuyện này xong rồi tôi sẽ trả tiền cho anh kỳ sơn cười nói tùy buổi chiều khi tân khách lục tục đến Gia đình Lâm Tú và Margaret, bà ngoại của Sở Yên Nhiên tới, Tạ Hiểu Quân lần này cũng dẫn bạn gái Từ Ngưng tới, trải qua chuyện lần trước, Lâm Tú cũng ngầm đồng ý cho bọn họ kết giao, dù sao cũng không phải cô gái nào cũng có dũng khí đỡ đạn cho con trai. Trương Dương đón chào đón lão Thái Thái xuống xe, vợ chồng Từ Lập Hoa và Triệu Thiết Sinh cũng tới trước xe chào hỏi, Margaret kéo tay Từ Lập Hoa tán gẫu không ngừng, Trương Dương bảo mẹ và Margaret đi vào nghỉ ngơi, mẹ nuôi là Tuệ Ninh của hắn cũng đến. La Tuệ Ninh vốn chuẩn bị ở tại Nam Quốc Sơn Trang, bởi vì trước đó bà ta đã từng ở đấy, ấn tượng không tồi, nhưng Trương Dương Lâm thời gọi điện thoại cho bà ta, nói đã an bài ở khách sạn Tuệ Nguyên rồi. Xe của La Tuệ Ninh vừa tới Tuệ Nguyên, Trương Dương đón La Tuệ Ninh ra khỏi xe, Văn Hạo Nam cũng lái xe cảnh sát tới. Trương Dương nhìn thấy Văn Hạo Nam tới đây thì cười cười nghinh đón, hai huynh đệ đấm vào vai nhau, Trương Dương nói anh Hạo Nam, đến nhanh thế văn hạo nam cười nói tôi cũng chẳng muốn đến đâu trong mắt mẹ chỉ có đứa con trai cậu thôi la tuệ ninh cười cười nói cái gì thế con nói mẹ thiên vị ư văn hạo nam cười nói con không giỏi nịnh bằng trương dương nên là người mà mẹ không thích nói chuyện trương dương nói mẹ nuôi tâm lý của anh hạo nam không bình hành la tuệ ninh nói đáng đời nó hiện tại ở trong lòng nó chỉ biết có sophie đó sớm đã coi mẹ nó bắt đến nhật bản rồi Văn Hạo Nam cười cười nói với Trương Dương, nhìn thấy chưa, người trong lòng không bình hành thực sự là ai? Mẹ, vì sao mẹ cứ nghĩ con cả đời là quang côn? Sở yên nhiên đi tới ngọt ngào gọi một tiếng cô la. La Tuệ Ninh cố ý nghiêm mặt nói, còn gọi tôi là cô la à, phải gọi là mẹ nuôi. Sở yên nhiên mặt đỏ bừng, gọi một tiếng mẹ nuôi, La Tuệ Ninh nghe nói lão thái thái tới, bảo sở yên nhiên dẫn mình đi gặp bà ta. Trương Dương và Văn Hạo Nam đi với nhau, trương dương nói gần đây công tác bận không văn hạo nam gật đầu nhiều việc lắm hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh không tồi cậu quen với ông chủ à trương dương nói kỳ sơn ư chúng tôi có chút giao tình văn hạo nam dừng chân nhìn nhìn rồi nói khẽ trương dương cậu tốt nhất giữa khoảng cách với hắn trương dương ngẩn ra những lời này cho thấy văn hạo nam chắc cũng biết kỳ sơn chẳng lẽ vinh bằng phi đã giao vụ án chế độc đông giang cho hắn Trương Dương cười nói, yên tâm đi, tôi có chừng mực. Văn Hạo Nam nói, mấy ngày nay cậu chắc bận lắm, nếu như không vội đi, đợi em gái cậu cưới xong, dành thời gian đi làm vài chén với anh em. Trương Dương nói, tạm thời cũng không đi ngay, mọi người đã tới đây, tôi sao lại không giữ tình địa chủ chứ, để mọi người ăn chơi vui vẻ, hài lòng mà về. Đúng rồi, anh gọi cả Sophie tới đi, nhân cơ hội này để cô ta và mẹ tăng tiến thêm tình cảm văn hạo nam nói cô ta đang bận phỏng vấn mẹ là người rất thoáng trong chuyện tình của tôi bà ấy cũng không phản đối nói tới đây văn hạo nam bỗng nhiên nhớ tới tần manh manh không biết tung tích trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trầm trọng hắn thở dài nói ngày mai tôi còn có buổi trưa không tới được hắn lấy ra tiền lì xì đưa cho trương dương trương dương nói giữa huynh đệ chúng ta không cần khách khí như vậy văn hạo nam cười nói chuyện đại hỷ ít nhiều cũng phải chúc mừng một chút Tôi không bằng những ông chủ lớn, chỉ dựa vào tiền lương mà sống, cậu đừng chê ít." Trương Dương nói, "Sao nói những lời xa lạ thế? Đi, chúng ta đi nói chuyện với mẹ." Hai người con chưa tới trước biệt thự thì lại có một chiếc Rolls-Royce đỗ ở bên cạnh, sau khi cửa xe mở ra Hà Trường An đã lâu không xuất hiện chậm rãi đi xuống. Văn Hạo Nam và Trương Dương rất quen thuộc với Hà Trường An, hai người vội vàng nghênh đón, Đồng Thanh nói, "Chú Hà." Hà Trường An mỉm cười một tiếng, y có chút bất mãn nhìn Trương Dương, Trương Dương à Trương Dương, làm bí thư thị ủy rồi thì quên cả người chú này ư. Ừ. Sao, em gái cậu kết hôn mà cũng không nói cho tôi biết à? Trương Đại Quan Nhân nói, chú Hà, chú là người bận biểu, cả ngày đi suốt trời Nam Biển Bắc, cháu không phải là không muốn mời, mà là cháu sợ không mời được chú. Hắn tiến lên cầm tay Hà Trường An, nói cháu đang lo không có tiền trả tiệc cưới đây, chú đúng là cập thời vũ. Lát nữa cháu đưa hóa đơn cho chú, Hà Trường An biết hắn đang nói đùa, không nhịn được cười nói, đi tìm vợ cậu mà khóc, tôi còn không có tiền bằng cô ta. chương 1750, đây là nhân mạch một. Văn Hạo Nam bật cười. Hà Trường An từ chỗ La Tuệ Ninh biết được em gái của Trương Dương sắp kết hôn, có điều La Tuệ Ninh cũng không ngờ y lại tự mình tới, nể mặt một tiểu bối như vậy, thật ra người ngoài cũng không biết nguyên nguyên giữa Hà Trường An và Trương Dương, nếu không phải nhờ Trương Dương, Hà Trường An vĩnh viễn không có ngày gặp lại con gái và cháu ngoại. Trong mắt Hà Trường An, Trương Dương có ơn lớn đối với y, cả đời này cũng không trả hết. Cho nên trong nhà Trương Dương bất kể là có việc lớn việc nhỏ gì, chỉ cần y biết thì đều sẽ quan tâm. Nhiều người quen gặp mặt như vậy, Hàn Huyên một phen tất nhiên là khó tránh khỏi. Hà Trường An sau khi gặp La Tuệ Ninh, không ở lại lâu đã đi, Trương Dương tiến y ra cửa, hà trường an không hề lập tức lên xe mà chỉ chỉ ra đường phía trước ý bảo muốn đi cùng với trương dương một chút trương dương nói chú hà tối nay hay là ở lại tuệ nguyên đi bên khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi rồi hà trường an nói tôi tối nay còn phải đi gặp mấy người bạn quan trọng nói chung là trưa mai tôi sẽ tới uống rượu mừng đúng giờ trương dương nói lần này thật sự là quá gấp rút cháu không ngờ lại có nhiều người tới như vậy hà trường an cười nói người làm bạn luôn muốn tới tham dự, nhưng trên đời này bằng hữu dỗ sao cũng chỉ là số ít, mấy người chúng tôi là tới vì Trương Dương, nhưng có không ít người là tới vì Bí Thư Trương. Thật ra không cần tôi nhắc nhở cậu, điểm này với năng lực của cậu thì chắc cũng hiểu. Trương Dương cười nói, mặc kệ là tới vì Trương Dương hay là vì Bí Thư Trương thì cũng đều là vì cháu mà đến, người ta nể mặt cháu, cháu đương nhiên không thể phớt lờ người ta, chú Hà, chú nói xem có đúng không. Hà Trường An cười gật đầu, Y đưa cho thực sự một tờ giấy. Trương Dương cho rằng là điều gì bí mật, mở ra xem, bên trên viết một địa chỉ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Hà Trường An, Hà Trường An ý vị thâm trường nói, tới rồi cậu sẽ biết. Trước khi Hà Trường An đi thì đòi lại tờ giấy đó, Trương Dương đã nhớ được địa chỉ. Hà Trường An đi được không lâu thì Trương Dương nhìn thấy Sở Yên Nhiên ra tìm hắn, Trương Dương cười cười đi tới, chỉ mới có một lát đã nhớ anh rồi à. Sở Yên Nhiên nói, sao cha em vừa gọi điện thoại tới nói là muốn tới, em ra đón ông ấy. Trương Dương nghĩ nghĩ, Tống Hoài Minh lúc này tới đây 10 phần có 9 là vì La Tuệ Ninh. Sở yên nhiên kéo tay hắn, Trương Dương, mẹ anh, mẹ nuôi anh, bà ngoại em cứ vây lấy em hỏi khi nào thì chúng ta kết hôn. Trương Dương cười nói, tùy em, em nếu thích thì chúng ta ngày mai bày thêm bàn, cùng tổ chức tiệc cưới luôn. Đỡ phải phát thiếp mời, lát nữa anh sẽ nói với cha em một tiếng, dứt khoát quyết định vậy đi sở yên nhiên nhéo trương dương một cái đồ đáng ghét muốn cưới em một cách qua loa như vậy à anh thích nhưng em không thích trương dương nói thật ra hai ta cũng chỉ thiếu mỗi hình thức thôi chứ trên thực tế thì hai ta đã sớm sở yên nhiên đỏ mặt nói anh lại nói bậy trương đại quan nhân nói nhà đầu nói thật ra lâu như vậy không được gặp em anh quả thực có chút xung động rồi sở yên nhiên nói anh chỉ có vậy thôi mà quá tục Trương Dương nói, em hiểu lầm anh rồi, anh là tình cảm xung động chứ không phải sinh lý xung động. Sở yên nhiên tức giận đến nỗi lại đấm vào vai hắn một cái, lúc này nhìn thấy xe hồng kỳ của cha tới, sở yên nhiên vội vàng buông Trương Dương ra, giả bộ thản nhiên như không. Tống Hoài Minh ở bên trong xe cũng đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, im mỉm cười, người cha đương nhiên chỉ mong sao con gái được tình cảm mỹ mãn hạnh phúc. Liễu Ngọc Oánh ở bên cạnh cười nói, hai đứa chúng nó cứ như là trẻ con ấy, rất ân ái. Tống Hoài Minh nói, chúng vui vẻ là tốt rồi. Ô tô tới trước mặt Trương Dương và sở yên nhiên thì dừng lại, Trương Dương vội vàng chạy tới mở cửa xe, Tống Hoài Minh xuống trước, Trương Dương chào chú Tống, cô Liễu tới chơi. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, chúc mừng cậu, Trương Dương. Trương Dương nói, cùng vui, cùng vui. Liễu Ngọc Oánh cười nói, lúc nào thì đến phiên hai đứa cậu. Sở yên nhiên xấu hổ cúi đầu. Ra mặt của Trương Đại Quan Nhân tuyệt đối là được khảo nghiệm lâu dài hắn cười nói cháu luôn cầu yên nhiên gả cho cháu nhưng yên nhiên luôn cảm thấy khảo nghiệm đối với cháu vẫn chưa đủ chú tống cô liếu trước đây ai cũng nói là lệnh cha mẹ lời mai mối hay là để cháu tìm người mai mối cô chú trực tiếp gả yên nhiêu cho cháu tống hoài minh cười nói cậu nghĩ cưới con gái tôi dễ dàng như vậy ư y vừa nói vừa đi về phía biệt thự trương dương theo sát bên cạnh y liễu ngọc oánh và sở yên nhiên thì đi ở phía sau tống hoài minh nói trương dương tôi nghe nói trường hợp lần này cậu làm không nhỏ trương dương cười nói nào có vậy đâu chỉ là tùy tiện đặt mấy bàn tiệc thôi trong lòng thầm nghĩ tin tức của tống hoài minh đúng là linh thông theo lý mà nói thì một bí thư tỉnh ủy như y sẽ không quan tâm tới loại việc nhỏ này xem ra chuyện mình bày bàn tiệc đã có người báo cáo cho y rồi trên đời này người dụng tâm kín đáo thật sự quá nhiều chẳng lẽ có người muốn mượn chuyện này để chế tạo sự đoan ư tống hoài minh nói người trẻ tuổi làm việc vẫn phải cẩn thận một chút, tiệc rượu mời khách không thành vấn đề, nhưng nhất định phải phải nắm chắc lực độ, rất nhiều quan viên đều ngã ở phương diện quả biếu. Trương Dương nói, chú Tống, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ thận trọng. Tống Hoài Minh cũng không nhiều lời, vào biệt thự, trước tiên đi thăm Margaret, Margaret đang cùng La Tuệ Ninh ngồi trên ban công tầng 2 nói chuyện, nhìn thấy vợ chồng Tống Hoài Minh tới, La Tuệ Ninh cười nói, Hoài Minh, Ngọc Oánh, Chúng tôi vừa mới nhắc tới hai vợ chồng anh, không ngờ anh đã tới rồi. Tống Hoài Minh cười nói, chúng tôi có chỗ nào không phải thì chỉ cứ nói ra là được. Là Tuệ Ninh cười nói, chỉ nghe lão Thái Thái đang khen hai người thôi, Hoài Minh quá lời rồi. Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh thân thiết gọi một tiếng mẹ, Margaret cười đến tít cả mắt, bà ta cười ha ha nói, tiểu tân đâu, vì sao không dẫn nó tới. Liễu Ngọc Oánh nói, nó nghịch lắm ạ dẫn nói tới chỉ sợ nó lại làm mọi thứ lộn xộn lên. Margaret nói, nghịch là tốt, nghịch là tốt, con trai thì phải nghịch, Trương Dương cũng vậy thôi, không phải là vẫn được người ta thích hư. Trương đại quan nhân bị lão thái thái nói cho đỏ cả mặt, lúng túng nói, bà ngoại à, cháu gọi là tính cách hướng ngoại chứ không phải là nghịch. Sở yên nhiên thì vui cười không ngừng. Trương Dương không định quấy giày bọn họ nói chuyện, đi ra cửa xử lý công việc tống hoài minh ngồi xuống ở bên cạnh liễu ngọc oánh liễu ngọc oánh nói mẹ con và hoài minh tới đây là muốn đón mẹ về nhà sống margaret cười nói nơi này rất tốt điều kiện khiến tôi rất hài lòng liễu ngọc oánh nói điều kiện tốt đến mấy cũng không tiện bằng trong nhà mẹ mẹ không phải là muốn gặp tiểu tân ư margaret gật đầu nói dù sao tôi cũng không đi ngay mà đợi ngày kia hôn lễ xong tôi sẽ tới nhà anh chị ở mấy ngày Liễu Ngọc Oánh nghe thấy Margaret đáp ứng thì cũng vui mừng hớn hở. Thật ra trong lòng Margaret cũng minh bạch, tuy rằng Liễu Ngọc Oánh luôn miệng gọi mình là mẹ, nhưng tình cảm giữa bọn họ vẫn có khoảng cách, Margaret sở dĩ đáp ứng tới ở vài ngày, nguyên nhân là bà ta đi cùng với Yên Nhiên, hai cha con vừa hay có cơ hội để trau dồi tình cảm. Tống Hoài Minh và Sở Yên Nhiên tuy nói rằng đã giải hòa, nhưng trong tình cảm vẫn chưa tới mức dốc hết tâm sự, là Tuệ Ninh lấy cớ Văn Quốc quyền bà ta mang quà tới cho Tống Hoài Minh, hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự tới bãi cỏ bên ngoài. Là Tuệ Ninh lúc này mới lưu ý thấy trong khách sạn Tuệ Nguyên có cảnh sát tuần tra. Bà ta lập tức nghĩ đến là Tống Hoài Minh an bài, nói khẽ Hoài Minh có cần phải hưng sư động chúng như vậy không? Tống Hoài Minh nói cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tuy rằng tôi rất có lòng tin với chị An của Bình Hải, nhưng làm việc vẫn phải cân nhắc chu toàn là Tuệ Ninh khen, chẳng trách Quốc Quyền tôn sùng anh như vậy. Ông ta thường xuyên ở trước mặt tôi nhắc tới. Trong cán bộ đời này, người làm việc vững vàng nhất chính là anh. Giao bất kỳ chuyện gì cho anh, ông ta cũng rất yên tâm. Tống Hoài Minh cười cười. Văn Quốc Quyền vẫn luôn muốn kéo mình vào trong trận doanh, nhưng Tống Hoài Minh thủy chung không tỏ thái độ rõ ràng. Theo nhiệm kỳ mới tới gần, tranh đấu quyền lực của Văn Quốc Quyền và Phó Hiến Lương cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Mỗi người đều đang tích cực mở rộng lực lượng bên mình. Tống Hoài Minh cũng không phải là phái trung gian trong chính trị, y có suy tính rõ ràng, hắn không muốn tham dự vào trong tranh đoạt quyền lực chính trị này quá sớm, Tống Hoài Minh muốn thận trọng và thiết thực. Y trước mắt chỉ muốn làm tốt ở Bình Hải, đối với y hiện tại mà nói, vấn đề mấu chốt không phải là đứng vào hàng, mà là tích lũy, một người có năng lực vĩnh viễn sẽ không bị thượng tầng bỏ qua. Là tuệ ninh trong ý nghĩa nào đó đảm đương nhân vật người phát ngôn của văn quốc quyền, bất kể bà ta có cảm thấy hứng thú với chính trị hay không thì bà ta cũng phải xuất phát từ lợi ích của chồng, quen Tống Hoài Minh lâu như vậy, La Tuệ Ninh cũng khá hiểu y, Tống Hoài Minh là người thông minh, loại người như vậy trước khi chưa nhìn rõ hướng đi của sự việc thì y sẽ không dễ dàng đưa ra lựa chọn, đối với văn quốc quyền mà nói, nếu lần cạnh tranh này thất bại, có nghĩa là vị trí trước mắt của y đã là điểm cuối. Trừ một đường tiến về phía trước thì y không có đường lui, mà Tống Hoài Minh thì còn có một con đường rất dài để đi phía trước y có rất nhiều lựa chọn, Tống Hoài Minh sẽ không nóng lòng vứt bỏ tiền đồ của mình. Audio điện tử võ tấn bền Kết tập 201